Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 20. Đoàn kết nhất trí. Quả nhiên đúng như suy đoán của Dương Thanh, đối phương chính là Hoàng Trung. Trên người Hoàng Trung toát ra khí thế uy nghiêm cực mạnh. Hiện giờ trong mắt ông ta tràn ngập sát khí, nhưng cảm xúc được khống chế rất tốt, không hề mất kiểm soát. Sau lưng ông ta còn có một người trung niên mờ nhạt, nhưng Dương Thanh lại cảm nhận được uy hiếp rất lớn từ trên người đối phương. Chắc người thừa kế của nhà họ Hoàng không phải là kẻ ngốc. Dương Thanh lạnh giọng nói, nếu ông muốn điều tra, có lẽ rất dễ tra ra được sự thật. Đương nhiên, nếu ông vẫn kiên quyết coi tôi là hung thủ giết con trai ông cũng chẳng sao. Ông ra chiêu gì tôi cũng tiếp hết. Dứt lời, Dương Thanh đột nhiên nhìn sang Hoàng Mai, châm chọc cười một tiếng, trên đời này không có bức tường kín kẽ không có khe hở. Có một số việc nếu đã dám làm kiểu gì cũng phải gánh chịu hậu quả. Dương Thanh quay lưng rời đi, không thèm nhìn bọn họ thêm một cái. Cậu đứng lại cho tôi. Hoàng Mai thẹn quá hóa giận, chột dạ gào lên. Bà ta hiểu được Dương Thanh nói với mình như vậy có ý gì. Nếu bây giờ bà ta không làm gì, chắc chắn sẽ bị Hoàng Trung cho rằng mình đang chột dạ. Không biết bà Hoàng định làm gì, muốn báo thù rửa hận cho con trai, hay là báo thù cho chó của bà. Dương Thanh chế giễu Hoàng Mai. Nghe vậy, Hoàng Mai lập tức hoảng sợ, Hoàng Trung cũng cau mày. Dương Thanh nói không sai, Hoàng Trung là người thừa kế nhà họ Hoàng, đương nhiên sẽ không phải kẻ ngu ngốc. Hoàng Mai cực kỳ kinh ngạc, rất ít người biết được quan hệ giữa bà ta và Mạnh Thiên Kiêu. Đến cả Hoàng Trung cũng không biết. Tại sao Dương Thanh lại biết được? Chắc bây giờ bà Hoàng đang tò mò tại sao tôi lại biết quan hệ của bà và nhà họ Mạnh lắm phải không? Dương Thanh híp mắt nói, nhờ đại sư Đàm bà phái tới giết tôi cả đấy. Ông ta tưởng mình nắm chắc phần thắng, trước khi ra tay đã nói cho tôi biết Mạnh Huy là con của bà. Lần này bà tới tỉnh Lỵ để báo thù cho con trai và chồng trước. Tiếc là chó của bà lại bị tôi giết. Dương Thanh nói ra hết những chuyện riêng tư của Hoàng Mai, không chút giấu giếm. Đã muốn tính kế anh thì đừng trách anh không khách sáo. Quả nhiên, sắc mặt Hoàng Trung ngày càng tối đen. Ông ta thực sự không biết những chuyện này. Cùng với lời nói của Dương Thanh, ông ta có thể xác định cái chết của con trai ông ta chắc chắn có liên quan tới Hoàng Mai. Hoàng Mai nổi giận nói, thằng oát mày nói vớ vẩn gì vậy? Dương Thanh khinh thường nhìn bà ta một cái rồi định quay lưng rời đi. Nhưng lại bị một bóng người vạm vỡ chặn đường. Dương Thanh nhíu mày cười lạnh, cho anh 3 giây rời khỏi tầm mắt của tôi. Khí thế trên người Dương Thanh lập tức tỏa ra, sát khí mãnh liệt sôi trào trong mắt. Thằng danh còn dám làm càn trước mặt ông Trung, đúng là chán sống rồi. Người kia không chịu nhường đường, bộ dạng khiêu khích không hề e sợ. Vậy sao? Dương Thanh nhếch miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Uỳnh! Dứt lời, anh tung nắm đấm vào bụng của đối phương. Tiếng va chạm trầm đục vang lên. Đối phương lập tức cong người, hai mắt trợn trừng, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. Ông Hoàng Trung, hình như chó của ông chẳng biết đánh đấm gì cả. Dương Thanh quay lại nhìn Hoàng Trung, châm chọc nói. Hoàng Trung nổi giận mặt đỏ phừng phừng. Người đàn ông trung niên bên cạnh ông ta cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Thanh. Đánh người của tôi ngay trước mặt tôi, cậu quá phách lối rồi đấy. Hoàng Trung cố nén giận, lạnh giọng quát. Vậy thì chỉ có thể nói ông không hề hiểu tôi. Tôi có thể phách lối hơn vậy nữa cơ, ông muốn xem không? Sau đó Dương Thanh nắm chặt hai vai của người đàn ông vạm vỡ đang đau đớn ôm bụng. Đột nhiên, anh dùng sức ấn xuống. Bịch! Mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, người kia đã quỳ rạp xuống đất. Tiếng xương vỡ nát vang lên. Hắn đau đớn kêu gào thảm thiết. Hai đầu gối của hắn đã be bét máu. Dương Thanh ung dung rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hoàng Trung nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt tràn đầy lửa giận nhưng vẫn không lên tiếng ngăn cản. Ông ta biết anh đang cảnh cáo mình. Người đàn ông trung niên bên cạnh ông ta trầm giọng nói, ông Trung, thằng nhóc này không đơn giản. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Trung càng thêm khó coi. Lần này ông ta tới tỉnh Giang Bình, trả thù chỉ là tiện tay, mục đích thật sự là thu phục toàn bộ tỉnh Giang Bình về tay nhà họ Hoàng. Nhưng ông ta lại cảm giác được uy hiếp cực lớn từ Dương Thanh. Hoàng Mai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Trung nhìn sang Hoàng Mai, tức giận chất vấn. Anh họ đừng tin lời nó nói. Nó cố tình chia rẽ chúng ta đấy. Hoàng Mai cảm nhận được sát khí từ người Hoàng Trung, hoảng sợ trong lòng, vội vàng giải thích.
Hoàng Trung híp mắt nói, sau khi chuyện lần này kết thúc, anh sẽ tự điều tra. Ai dám giết con trai anh đều phải đền mạng, đây chính là sự bá đạo của người thừa kế nhà họ Hoàng. Dù là Hoàng Mai, con gái chủ gia tộc hiện giờ ông ta cũng dám giết. Dứt lời, ông ta cất bước đi vào khách sạn Trung Châu. Bỏ lại Hoàng Mai sợ chết khiếp và Mạnh Hồng Nghiệp kinh hãi tột độ. Thằng oát con này nhất định phải chết. Hoàng Mai nghiến răng nghiến lợi nói. Mạnh Hồng Nghiệp không dám hé răng, nơm nớp lo sợ đứng cạnh Hoàng Mai. Ông chủ Mạnh, có một số việc nên giữ mồm giữ miệng. Nếu tôi xảy ra chuyện, toàn bộ nhà họ Mạnh sẽ phản chôn cùng. Hoàng Mai hung dữ uy hiếp. Nghe vậy, Mạnh Hồng Nghiệp run lẩy bẩy, sợ sệt đáp, cô yên tâm, tôi tự biết phải làm thế nào. Chỉ mình lão ta biết chuyện Hoàng Mai bắn chết Hoàng An. Sau khi hội giao lưu này kết thúc, chắc chắn Hoàng Trung sẽ tra ra được lão ta. Hoàng Mai chỉ trấn an lão ta trước mà thôi. Bây giờ vẫn chưa đến 5 giờ, 8 giờ tối hội giao lưu mới bắt đầu. Trước đó, các gia tộc của mỗi một thành phố lớn trong tỉnh Giang Bình đều có sảnh chờ dành riêng cho mình. Dương Thanh đi vào sảnh chờ treo bảng Giang Hải. Dương Thanh, anh vừa mới bước vào đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Người gọi là Tô San, gặp được anh, cô ta rất vui vẻ, nhưng hai mắt đỏ hoe trông rất đáng thương. Dương Thanh khẽ gật đầu nói, lúc trước tại Tần Y hiểu lầm, tôi đã giải thích với em ấy. Cô cũng đừng để bụng, nghe vậy, không biết tại sao Tô San lại cảm thấy đau lòng. Cậu Thanh, lúc này, mấy người quen cũng đi tới chỗ Dương Thanh. Chính là Quan Chính Sơn và Tô Thành Vũ, sau lưng họ còn có Quan Tuyết Tùng và Tô Hàm. Toàn bộ Giang Hải chỉ có 4 gia tộc đứng đầu mới có tư cách được mời. Ngụy Thành Châu chủ nhà họ Ngụy và Trang Thánh chủ nhà họ Trang cũng dẫn theo con cháu ngồi ở một chỗ. Dương Thanh vừa xuất hiện, Ngụy Thành Châu và Trang Thánh đều cảm nhận được áp lực khổng lồ. Nhưng sau khi đi vào sảnh chờ, Dương Thanh chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ một cái. Anh ngồi vào chỗ, người nhà họ Quan và nhà họ Tô thi nhau vây quanh. Cậu Thanh thấy hội giao lưu này thế nào? Đúng lúc này, Ngụy Thành Châu đột nhiên chủ động lên tiếng hỏi Dương Thanh. Dương Thanh hơi ngạc nhiên, cười đáp, đây là lần đầu tiên tôi tham gia. Chắc hẳn ông chủ Ngụy phải biết rõ hơn tôi mới đúng. Ngụy Thành Châu nghiêm giọng nói là hội giao lưu giữa các gia tộc lớn của tỉnh Giang Bình chẳng bằng nói là hội giao lưu để 3 gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ phân chia thế lực ở tỉnh Giang Bình. Dương Thanh không nói gì, chỉ nghiền ngẫm nhìn Ngụy Thành Châu. Nếu người Giang Hải chúng ta không thể đoàn kết nhất trí đối phó giặc ngoài, chỉ e sẽ gặp phiền phức lớn, Ngụy Thành Châu nói tiếp. Con cháu nhà ai? Không ai nghĩ Ngụy Thành Châu dám nói ra những lời này trước mặt mọi người. Nếu truyền tới tai 3 gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ, sợ là nhà họ Ngụy sẽ gặp nguy. Nhưng Dương Thanh nhanh chóng nghĩ tới một khả năng. Hiện giờ tỉnh Giang Bình không chỉ có 3 gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ mà còn một thế lực khác, chi hội của Hiệp hội Võ thuật ở tỉnh Giang Bình. Ở Yến Đô, Hiệp hội võ thuật ngang bằng với 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Tuy ở tỉnh Giang Bình chỉ là một chi hội của Hiệp hội võ thuật nhưng thực lực vẫn rất mạnh, ít nhất có thể áp đảo 3 gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ. Mà chỗ dựa của nhà họ Ngụy chính là Hiệp hội võ thuật. Ông chủ Ngụy quá lời rồi. Trang Thánh cười lạnh một tiếng, cho dù thực lực của 3 gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ mạnh nhất nhưng các gia tộc còn lại của tỉnh Giang Bình cũng không phải hạng soàng xính. Ngụy Thành Châu không thèm nhìn Trang Thánh. Chỉ dán mắt lên người Dương Thanh. Nhà họ Quan và nhà họ Tô thuộc 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải đều rất nghe lời Dương Thanh, chứng tỏ địa vị của Dương Thanh cực cao. Chỉ cần Dương Thanh đồng ý, nhà họ Trang lựa chọn thế nào cũng không quan trọng. Tôi lại cho rằng có thể cân nhắc thêm đề nghị của ông chủ Ngụy. Tô Thành Vũ cũng lên tiếng, hội giao lưu lần này nên do nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà tổ chức, thời gian cũng chưa tới. Thế nhưng nhà họ Phùng lại nhường lại quyền tổ chức hội giao lưu cho nhà họ Mạnh, chuyện này rất có vấn đề. Không chỉ Tô Thành Vũ, nhiều người khác đều ý thức được điều này, nhưng ít ai biết được chỗ nào không đúng. Quan Chính Sơn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh. Ngụy Thành Châu khẽ gật đầu, ông chủ Tô nói không sai. Hội giao lưu lần này vốn đã có vấn đề, để bảo vệ lợi ích của mỗi người, chúng ta không thể không chuẩn bị trước. Trong 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải, nhà họ Ngụy và nhà họ Tô đã nhất trí với nhau, nhà họ Trang bị xem nhẹ, nhà họ Quan lại chỉ nghe theo Dương Thanh. Bây giờ chỉ chờ Dương Thanh lên tiếng. Từ đầu đến cuối Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh,
anh biết nhiều hơn Tô Thành Vũ và Ngụy Thành Châu. Đã vậy, tôi cũng đồng ý đề nghị của ông chủ Ngụy, chúng ta liên kết đối phó mọi tình huống xấu có thể xảy ra, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Được, một khi xảy ra bất cứ chuyện gì tổn hại đến lợi ích của chúng ta, nhất định phải thống nhất hành động. Ngụy Thành Châu mừng rỡ, vội nói. Được, Tô Thành Vũ và Quan Chính Sơn đồng loạt đáp lời. Chỉ có Trang Thánh bị ngó lơ. Nhà họ Trang chúng tôi cũng đồng ý đoàn kết đối ngoại. Trang Thánh đỏ bừng mặt vội nói. Ba trong bốn gia tộc hàng đầu Giang Hải đều nhất trí với nhau, nếu nhà họ Trang không tham gia chỉ e sau này sẽ không còn tiếng nói ở Giang Hải nữa. Cho dù Trang Thánh không muốn cũng buộc phải đồng ý. Về việc ông ta nghĩ gì, chỉ có ông ta biết được. Cứ quyết định như vậy đi. Nếu bất kỳ gia tộc nào phản bội vào giờ phút quyết định, sau khi hội giao lưu này kết thúc, gia tộc đó sẽ bị xóa sổ khỏi Giang Hải. Ngụy Thành Châu lạnh lùng tuyên bố. Lúc nói câu này, lão ta chỉ nhìn chằm chằm Trang Thánh. Trang Thánh rất khó chịu nhưng không dám nói gì. Tuy nói là bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải nhưng mọi người đều biết nhà họ Ngụy mới là gia tộc mạnh nhất. Tự tin vậy à? Chỉ bốn gia tộc của Giang Hải, các ông thực sự cho rằng bắt tay nhau là có thể chống đỡ hết thảy sao? Nếu hợp tác với thành phố Kim Hà không chừng còn có đường sống. Đúng lúc này, cửa sảnh chờ bị đẩy ra, một đoàn người kéo vào. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt khiêu khích. Thấy bọn họ tới, đám người Ngụy Thành Châu đều cau mày. Ông ta chính là chủ nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà, Phùng Toàn. Ông chủ Phùng nói rất đúng. Bốn gia tộc Giang Hải các người liên kết với nhau chưa chắc có đường sống, chỉ bằng bắt tay với hai gia tộc đứng đầu thành phố Kim Hà thì còn có cơ hội. Một người trung niên mặc vest đứng cạnh Phùng Toàn cũng lên tiếng. Hai gia tộc đứng đầu thành phố Kim Hà là nhà họ Phùng và nhà họ Phạm, còn người nói chuyện là chủ nhà họ Phạm, Phạm Lực Quân. Không ai ngờ tới hai gia tộc đứng đầu thành phố Kim Hà lại đi cùng với nhau. Ông chủ Phùng, nếu tôi nhớ không lầm, chính nhà họ Phùng các cậu tặng quyền tổ chức buổi giao lưu lần này cho nhà họ Mạnh mà. Ngụy Thành Châu cười lạnh nói, bây giờ các cậu lại muốn bắt tay với Giang Hải chúng tôi, không cảm thấy nực cười sao? Phùng Toàn lạnh lùng hỏi, ông thực sự cho rằng nhà họ Phùng chúng tôi ngu ngốc tới mức miếng ăn đến miệng còn nhả ra sao? Ông chủ Phùng có ý gì? Nghe vậy, mấy ông lớn Giang Hải đều kinh ngạc. Phùng Toàn cắn răng nói, nếu nhà họ Mạnh không uy hiếp, sao tôi có thể nhường quyền tổ chức hội giao lưu cho họ? Tôi có thể chứng minh, lời ông chủ Phùng nói đều là sự thật. Hôm đó người nhà họ Mạnh dẫn người nhà họ Hoàng xông vào nhà họ Phùng yêu cầu nhà họ Phùng nhường lại quyền tổ chức cho nhà họ Mạnh. Lúc ấy tôi cũng có mặt, Phạm Lực Quân cũng lên tiếng. Trước giờ nhà họ Phùng chúng tôi với nhà họ Mạnh qua lại không tệ. Vậy mà không ngờ họ dám cưỡng ép cướp đi quyền lợi vốn thuộc về gia tộc chúng tôi. Phùng Toàn nghiến răng nói. Cái gì, người nhà họ Hoàng, một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô Á. Ngụy Thành Châu và Tô Thành Vũ đều không biết chuyện này, kinh ngạc hỏi. Trước đó nhà họ Mạnh đã ám chỉ với tôi, nhà họ Hoàng ở Yến Đô muốn mượn hội giao lưu lần này để nâng đỡ nhà họ Mạnh trở thành vương tộc của tỉnh Giang Bình. Phùng Toàn bỗng nhiên nói. Quan Chính Sơn và Dương Thanh đều đoán được chuyện này từ trước nên vẫn giữ được bình tĩnh. Những người còn lại đều sợ ngây người. Ông chủ Phùng, nếu nhà họ Mạnh đã thẳng thắn thừa nhận nhà họ Hoàng muốn nâng đỡ bọn họ với cậu, có lẽ cũng đã hứa hẹn gì đó với cậu rồi đúng không? Ngụy Thành Châu híp mắt hỏi. Phùng Toàn gật đầu đáp, Mạnh Hồng Nghiệp nói chỉ cần nhà họ Phùng ủng hộ nhà họ Mạnh, một khi nhà họ Mạnh trở thành vương tộc của Giang Bình, nhà họ Phùng sẽ là gia tộc mạnh nhất chỉ sau nhà họ Mạnh. Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ tin lời hứa hẹn hoang đường này. Nhưng vừa rồi tôi đã biết ông ta không chỉ lôi kéo mỗi nhà họ Phùng. Phùng Toàn thành thật nói. Hiện giờ toàn bộ mọi người trong sảnh đều không giữ nổi bình tĩnh. Vốn tưởng hội giao lưu lần này là để ba gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ phân chia tỉnh Giang Bình. Nhưng xem ra không phải phân chia, mà là nhà họ Mạnh muốn độc chiếm toàn bộ, sau lưng có nhà họ Mạnh là nhà họ Hoàng, một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Nhà họ Phùng chúng tôi chỉ muốn tồn tại độc lập không phải nghe lệnh của bất kỳ gia tộc nào. Tôi nghĩ không chỉ chúng tôi mà mọi người cũng nghĩ như vậy. Phùng Toàn chân thành nói, nếu chúng ta cùng đoàn kết, cho dù nhà họ Mạnh có nhà họ Hoàng làm chỗ dựa cũng chưa chắc có thể thành công. Toàn bộ sảnh chờ đều chìm vào yên tĩnh, không ai lên tiếng. Vậy thì cùng hợp tác đi.
Đúng lúc này, Dương Thanh đột nhiên nói. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Phùng Toàn cau mày quát lớn, cậu là con cháu nhà ai? Có tư cách nói chuyện sao? Bắt đầu hội giao lưu. Đây là lần đầu tiên Phùng Toàn gặp Dương Thanh, còn tưởng anh là con cháu nhà nào to gan lên tiếng, nổi giận đùng đùng. Dương Thanh nhíu mày nói, tôi là con cháu nhà ai không liên quan đến ông. Nhưng tôi có thể thay mặt Giang Hải quyết định có hợp tác với các ông hay không? Thằng nhóc ngông cuồng. Phùng Toàn cười lạnh một tiếng, nhưng khi nhận ra chủ của bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải đều không lên tiếng phản bác, chỉ im lặng không nói, ông ta mới ý thức được vấn đề. Đừng nói là thằng nhóc này thực sự có thể quyết định thay Giang Hải chứ. Phùng Toàn kinh ngạc nhìn sang chủ của bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải. Phùng Toàn, không được vô lễ với cậu Thanh. Quan Chính Sơn đứng dậy, trầm giọng nói, tôi không biết ý của các ông chủ khác thế nào, nhưng cậu Thanh hoàn toàn có thể quyết định thay nhà họ Quan. Quan Chính Sơn, ông đúng là già cả hồ đồ, khó trách lại truyền vị trí chủ gia tộc cho cháu trai. Phùng Toàn cười châm chọc. Cậu Thanh cũng có thể quyết định thay nhà họ Tô. Đúng lúc này, Tô Thành Vũ cũng lên tiếng. Lần trước Dương Thanh một mình xông vào nhà họ Mạnh, Tô Thành Vũ đã bỏ lỡ một cơ hội. Kết quả anh có thể an toàn trở ra, đến cả nhà họ Hàn cũng hết lòng ủng hộ. Nếu lần này lại bỏ lỡ, chỉ sợ cả đời này nhà họ Tô không còn cơ hội xây dựng quan hệ với Dương Thanh. Cái gì, đến cả nhà họ Tô cũng phải nghe theo cậu ta sao? Phùng Toàn trợn tròn mắt không dám tin. Cậu Thanh hoàn toàn có tư cách thay mặt Giang Hải đưa ra quyết định. Ngụy Thành Châu cũng thừa nhận. Lão ta vốn muốn bắt tay với các nhà còn lại, nhà họ Quan và nhà họ Tô lại chỉ nghe lời Dương Thanh. Nếu lão ta muốn mượn sức hai nhà này, nhất định phải nghe theo Dương Thanh. Trang Thánh do dự một hồi rồi nói, tôi cũng đồng ý. Lần này, Phùng Toàn không còn nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt khinh thường nữa. Mặc dù không biết nguyên nhân nhưng một người trẻ tuổi có thể khiến bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải đều phải nghe theo sao có thể là kẻ tầm thường. Giang Hải đúng là ngày càng lạc hậu, một thằng nhóc chưa đầy 30 tuổi cũng có thể thay mặt toàn bộ Giang Hải. Phạm Lực Quân bật cười thành tiếng, không thèm coi Dương Thanh ra gì. Phạm Lực Quân, không được phép sỉ nhục cậu Thanh. Quan Chính Sơn đứng bật dậy, tức giận quát. Tô Thành Vũ cũng lạnh giọng nói, nếu các người tới để sỉ nhục Giang Hải thì không cần hợp tác nữa đâu. Mời về cho, Dương Thanh bình tĩnh ngồi tại chỗ, khinh thường nhìn Phùng Toàn và Phạm Lực Quân. Được rồi, yên lặng đi. Lúc này, Ngụy Thành Châu cũng đứng dậy nói, nếu chúng ta đã thống nhất ý kiến thì ai muốn cướp đoạt lợi ích của chúng ta đều không để yên cho họ. Được, quyết định vậy đi, tôi không có ý kiến. Tôi cũng không có ý kiến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Các chủ gia tộc đều nhao nhao đồng ý. Nhưng khi Phùng Toàn và Phạm Lực Quân nhìn Dương Thanh, trong mắt chỉ có sự khinh thường. Bọn họ không tin người trẻ tuổi này có thể làm được gì vào giờ phút quan trọng. Cùng lúc đó ở sảnh chờ của nhà họ Mạnh. Chỉ có người nhà họ Mạnh và đám người Hoàng Trung. Ông chủ Mạnh chuẩn bị xong hết chưa? Hoàng Trung hơi không yên tâm, lên tiếng hỏi. Mạnh Hồng Nghiệp vội vàng gật đầu đáp. Cậu Trung cứ yên tâm, tất cả đều đã sẵn sàng. Ai dám phản đối đều sẽ bị tấn công tập thể. Hoàng Trung không nói gì thêm. Ông ta vẫn không thể yên lòng nổi, bóng dáng Dương Thanh cứ hiện ra trong đầu ông ta. Bộ dạng phách lối của Dương Thanh ở ngoài cửa khiến ông ta có chút lo lắng. Chuyến đi tới tỉnh Giang Bình lần này rất quan trọng với ông ta. Nếu có thể thành công chiếm lấy tỉnh Giang Bình, vị trí chủ gia tộc của ông ta sẽ không thể lung lay. Nhưng nếu xảy ra sai sót, đừng nói là chủ gia tộc, đến cả tư cách thừa kế cũng bị ảnh hưởng. Dù sao nhà họ Hoàng không chỉ có một mình ông ta đến tỉnh Giang Bình làm nhiệm vụ này. Còn một người khác cũng có địa vị tương đương ông ta cũng tới một tỉnh khác nâng đỡ con rối của nhà họ Hoàng. Vậy nên lần này ông ta nhất định phải thành công. 7:30 tối, hội giao lưu tổ chức ở khách sạn Trung Châu mở cửa. 70-80 gia tộc đứng đầu của hơn 20 thành phố trực thuộc tỉnh Giang Bình đều có mặt. Mỗi gia tộc đều có không ít người đến tham dự, cộng lại cũng lên tới mấy trăm người. Trong căn phòng khổng lồ, người đông nghìn nghịt. Người của nhà họ Trần ở Châu Thành tới. Thế lực lớn mới xuất hiện, từ khi trở thành gia tộc duy nhất đứng đầu Châu Thành, địa vị của nhà họ Trần không ngừng tăng cao, thực lực gần bằng ba nhà Hàn, Mạnh, Ninh đứng đầu tỉnh lỵ.
Người nhà họ Ninh của tỉnh Lỵ cũng tới rồi. Ninh Chính Canh, chủ gia tộc tiền nhiệm của nhà họ Ninh cũng tới. Người nhà họ Hàn cũng tới rồi. Kia là Mạnh Hồng Nghiệp, chủ nhà họ Mạnh. Người trung niên kia là ai? Sao Mạnh Hồng Nghiệp lại đi theo sau ông ta? Khi các gia tộc hàng đầu này xuất hiện, tất cả mọi người đều xôn xao. Nhất là khi trông thấy Hoàng Trung đi trước Mạnh Hồng Nghiệp, ai cũng khiếp sợ. Mạnh Hồng Nghiệp là chủ nhà họ Mạnh, đến cả ông ta cũng phải đi theo sau thì người trung niên kia là ai? Người như vậy chỉ có thể tới từ Yến Đô. Không có nhiều người biết tới Hoàng Trung, ai cũng kinh ngạc thốt lên. Dương Thanh cũng nhìn thấy ông ta, nhưng ánh mắt vẫn bình thản, không thèm để ông ta vào mắt. Dường như Hoàng Trung cảm nhận được ý đó, vô thức nhìn sang đám người xung quanh. Khi nhìn thấy Dương Thanh, ánh mắt ông ta lập tức nổi lên sát khí. Hai người nhìn nhau một cái, Hoàng Trung liền thu lại ánh mắt ngồi ở vị trí cao nhất. Mạnh Hồng Nghiệp là chủ nhà họ Mạnh lại chỉ có thể khiêm nhường ngồi bên trái Hoàng Trung. Thấy họ sắp xếp chỗ ngồi như vậy, mọi người càng thêm kinh hãi. Nhưng rất nhiều người đều đoán được thân phận của Hoàng Trung không hề đơn giản. Chỉ có người từ Yến Đô mới có thể khiến Mạnh Hồng Nghiệp cung kính như vậy. Không được à. Chỉ trong thoáng chốc, ông lớn của các phe phái đã thi nhau ngồi vào chỗ. Trong phòng tiệc rộng lớn, mấy chục gia tộc quyền thế bậc nhất ngồi với nhau theo từng thành phố một. Trừ Dương Thanh ra, ở phía Giang Hải có bốn gia tộc lớn là nhà họ Tô, nhà họ Quan, nhà họ Ngụy và nhà họ Trang. Ở phía Châu Thành thì chỉ có mỗi nhà họ Trần, chủ gia tộc Trần Hưng Hải đang ngồi với mấy người trẻ tuổi trong gia tộc. Chắc mọi người đều biết hội giao lưu lần này được tổ chức sớm. Đúng ra nhà họ Phùng sẽ chủ trì hội giao lưu, nhưng chủ gia tộc họ Phùng lại đích thân đến nhà nhường cho tôi nên tôi đành nhận vậy. Đúng lúc này, chủ tiệc Mạnh Hồng Nghiệp bỗng nói lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Phùng Toàn. Tuy những người ngồi đây đều biết hội giao lưu sẽ do nhà họ Mạnh tổ chức, nhưng hôm nay khi nghe Mạnh Hồng Nghiệp giải thích, họ đều kinh ngạc vô cùng. Dù sao hội giao lưu đợt nào cũng sẽ mang lại lợi ích khổng lồ cho bên tổ chức. Bây giờ Mạnh Hồng Nghiệp lại bảo nhà họ Phùng đã nhường quyền tổ chức lại, câu nói này đúng là khiến người ta cảm thấy khó tin. Mạnh Hồng Nghiệp vừa dứt lời, dưới bục lập tức xôn xao. Nhà họ Phùng giao cả quyền tổ chức hội giao lưu cho nhà họ Mạnh, quan hệ tốt đấy nhỉ? Tốt quần què, rõ ràng họ bị nhà họ Mạnh ép, ai lại sẵn lòng nhường lợi ích lớn như thế cho người khác chứ? Cũng có thể nhà họ Phùng đã phục tùng nhà họ Mạnh. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, sắc mặt Phùng Toàn ngày càng khó coi nhưng cuối cùng vẫn không nổi cáu. Mục đích chính của ông ta hôm nay không phải là xích mích với nhà họ Mạnh. Tiếp theo, tôi tuyên bố, hội giao lưu thương mại 3 năm một lần của tỉnh Giang Bình chính thức được bắt đầu. Mạnh Hồng Nghiệp bỗng cao giọng, nhưng trước đó, tôi muốn giới thiệu cho mọi người hai vị khách quý của tỉnh Giang Bình. Mạnh Hồng Nghiệp nói rồi chỉ về phía Hoàng Trung đang ngồi ở ghế trên, mở miệng nói. Vị này là người thừa kế của nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, Hoàng Trung. Tiếp đến, Mạnh Hồng Nghiệp lại chỉ về phía Hoàng Mai bên cạnh Hoàng Trung, giới thiệu, vị này cũng đến từ nhà họ Hoàng thuộc 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, Hoàng Mai. Xin mọi người cho một tràng pháo tay ạ. Mạnh Hồng Nghiệp nói rồi chủ động vỗ tay trước, những người khác cũng làm theo, trong mắt họ tràn ngập sự kinh ngạc. Vừa nãy họ đã nhận ra, Hoàng Trung có thể ngồi ở ghế trên. Chắc chắn thân phận không đơn giản, nhưng không ngờ đối phương lại là người thừa kế của nhà họ Hoàng. Đối với bất kỳ gia tộc lớn nào ở tỉnh Lỵ, 8 nhà quyền thế ở Yến Đô cũng là đỉnh cao mà họ không thể với tới. Không ngờ lần này, người thừa kế của gia tộc mạnh mẽ như thế lại đến tham dự hội giao lưu ở tỉnh Giang Bình. Xem ra hội giao lưu lần này sẽ không được yên bình rồi. Rõ là thế, ngay cả người thừa kế của một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô cũng xuất hiện. Chắc chắn không đơn giản. Có lẽ hội giao lưu lần này của nhà họ Mạnh sẽ nhắm vào nhà họ Ninh và nhà họ Hàn. Mọi người bàn tán ầm ĩ, rất nhiều người nhìn về phía nhà họ Hàn và nhà họ Ninh. Nhưng trước khi hội giao lưu bắt đầu, tôi cần giải quyết một chuyện riêng trước đã. Sắc mặt Mạnh Hồng Nghiệp sầm xuống, đôi mắt sắc bén của lão ta nhìn về phía Quan Chính Sơn ở phía Giang Hải. Khi quay sang hướng mà Mạnh Hồng Nghiệp đang nhìn, tất cả mọi người đều biết lão ta đang nhìn chằm chằm vào ai. Quan Chính Sơn nhíu mày, sắc mặt cũng vô cùng lạnh lùng. Ông ta đã sớm đoán được hội giao lưu lần này không đơn giản, có lẽ đối phương nhắm vào Dương Thanh.
Nhà họ Quan là gia tộc trung thành với Dương Thanh nhất, nếu Mạnh Hồng Nghiệp muốn đối phó với Dương Thanh thì chắc chắn sẽ nghĩ cách xuống tay với nhà họ Quan đầu tiên. Đương nhiên Dương Thanh cũng biết rõ điểm này. Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Mạnh Hồng Nghiệp, muốn xem rốt cuộc lão ta định giở trò gì. Ông chủ Quan, chắc ông chưa quên chuyện ông dẫn người đến nhà họ Mạnh để gây chuyện lần trước đâu nhỉ? Mạnh Hồng Nghiệp bỗng lên tiếng. Lão ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mạnh Hồng Nghiệp là chủ gia tộc họ Mạnh, chắc chắn sẽ không lôi chuyện này ra để đùa. Nhưng sao một gia tộc ở thành phố nhỏ lại dám gây chuyện với nhà quyền thế bậc nhất tỉnh Lỵ chứ? Ông chủ Mạnh quá lời rồi, tôi chỉ đến nhà họ Mạnh để đòi người mà thôi. Đương nhiên, nếu ông chủ Mạnh khăng khăng cho rằng nhà họ Quan chúng tôi gây chuyện thì cũng không sao hết. Nhà họ Quan chưa bao giờ sợ ai cả. Quan Chính Sơn bình tĩnh nói, giọng điệu vô cùng hùng hồn và bá đạo, không hề có vẻ tuyệt vọng và sợ hãi khi bị gia tộc quyền thế bậc nhất nhắm vào. Ông chủ Quan đúng là vẫn bá đạo và mạnh mẽ như trước đây. Mạnh Hồng Nghiệp hít mắt, nhưng thế thì sao chứ? Quan Chính Sơn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Mạnh Hồng Nghiệp, chờ câu sau của lão ta. Cho dù thế nào, đúng là ông đã dẫn người nhà họ Quan đến khiêu khích nhà họ Mạnh chúng tôi, ông phải cho tôi câu trả lời hợp lý. Mạnh Hồng Nghiệp trầm ngâm một lát rồi nói, bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn đầu tiên, nhà họ Quan bị xóa sổ. Lựa chọn thứ hai, nhà họ Quan bồi thường cho nhà họ Mạnh một nửa lợi nhuận của gia tộc. Ha ha! Quan Chính Sơn tức giận bật cười, ông chủ Mạnh, ông nghèo quá hóa rổ à? Vừa mở miệng đã đòi một nửa gia sản của nhà họ Quan chúng tôi ư? Ông thích nói thế nào thì tùy, giờ hãy cho tôi biết lựa chọn của ông đi. Mạnh Hồng Nghiệp híp mắt. Tôi chọn cái thứ ba. Quan Chính Sơn bỗng nói một cách dí dỏm. Cái thứ ba. Mạnh Hồng Nghiệp nhíu mày, tức giận nhìn Quan Chính Sơn. Đừng nói nhảm nữa, nếu muốn đối phó với nhà họ Quan chúng tôi thì cứ thẳng tay mà làm đi. Quan Chính Sơn lạnh lùng nói. Câu nói này của ông ta khiến xung quanh lặng ngắt như tờ. Dám hống hách như thế trong hội giao lưu mà nhà họ Mạnh tổ chức, Quan Chính Sơn chán sống rồi à? Rất nhiều người đều nghĩ như thế. Mạnh Hồng Nghiệp cũng ngẩn ngơ, lão ta không ngờ Quan Chính Sơn dám đối đầu với lão ta trước mặt tất cả mọi người. Nếu nhà họ Quan đã muốn chết thì tôi đành giúp một tay. Mạnh Hồng Nghiệp lạnh lùng nói. Nghe thấy Quan Chính Sơn nói thế, Hoàng Trung đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế trên không khỏi nhíu mày. Còn Hoàng Mai thì ngồi cạnh Hoàng Trung với vẻ xem kịch vui. Người đâu, đuổi Quan Chính Sơn đi cho tôi. Trong lúc mọi người đang thắc mắc về việc Mạnh Hồng Nghiệp sẽ đối phó với Quan Chính Sơn như thế nào, lão ta bỗng quát lên, khiến ai cũng sững sờ. Mấy chục tên vạm vỡ lập tức ùa lên, bao vây nhà họ Quan. Ông chủ Mạnh, ông hơi quá đáng rồi đấy. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên. Trần Hưng Hải. Mạnh Hồng Nghiệp nhíu mày, nói với vẻ không vui, sao thế? Ông chủ Trần định giúp nhà họ Quan à? Làm sao? Không được à? Trần Hưng Hải nói với vẻ dí dỏm. Ông không sợ nhà họ Trần đang ở thời kỳ huy hoàng sẽ chìm vào dĩ vãng ư? Mạnh Hồng Nghiệp đe dọa. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Các gia tộc quyền thế đang có mặt đều choáng váng. Hồi nãy thì có nhà họ Quan, giờ lại có thêm nhà họ Trần dám đối đầu với nhà họ Mạnh. Quên nhà họ Ninh rồi à? Đối mặt với sự uy hiếp của Mạnh Hồng Nghiệp, Trần Hưng Hải vẫn rất bình tĩnh. Mọi người muốn xem chủ của gia tộc mới nổi có thực lực gần bằng ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ sẽ làm thế nào. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Trần Hưng Hải ung dung đứng dậy, híp mắt hỏi Mạnh Hồng Nghiệp, ông đang uy hiếp tôi sao? Giọng nói của lão ta ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Mạnh Hồng Nghiệp nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Hưng Hải, ông nghĩ là uy hiếp thì cứ cho là vậy đi. Uỳnh! Tất cả đều im bặt. Chủ của hai gia tộc hàng đầu đã trở mặt với nhau. Mặc dù thực lực của nhà họ Trần không bằng nhà họ Mạnh nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu hai nhà thật sự khai chiến, kết cục của ai cũng không tốt, thậm chí còn có khả năng bị gia tộc khác thay thế. Vậy tôi cũng khuyên ông chủ Mạnh một câu, nhà họ Quan là gia tộc anh em thân thiết của nhà họ Trần chúng tôi. Ai dám động vào nhà họ Quan chính là kẻ thù của nhà họ Trần. Trần Hưng Hải híp mắt nói. Người của các gia tộc khác đều sợ ngây người. Ai cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Bình thường hai nhà này không thể trở mặt vào tình huống quan trọng như vậy được. Nơi đây tập trung toàn bộ các gia tộc lớn của tỉnh Giang Bình,
lời đã nói ra thì sẽ phải làm cho bằng được, nếu không sao còn mặt mũi lăn lộn ở tỉnh Giang Bình nữa. Đây là hội giao lưu do nhà họ Mạnh chúng tôi tổ chức. Kẻ nào muốn gây sự sẽ bị đuổi ra ngoài. Mạnh Hồng Nghiệp vung tay ra lệnh, đuổi hết người nhà họ Quan và nhà họ Trần ra ngoài cho tôi. Ai dám phản kháng, giết không tha. Vâng. Mấy chục cao thủ nhà họ Mạnh đồng thanh đáp, tiếng hô vang vọng khắp sảnh. Hiện giờ ai cũng ngơ ngác thầm nghĩ, thực sự muốn khai chiến sao? Hội giao lưu này do nhà họ Mạnh tổ chức nên bảo vệ đều là người của bọn họ. Nếu chỉ có nhà họ Quan và nhà họ Trần ra mặt, chỉ e không thể ngăn nổi nhà họ Mạnh. Mạnh Hồng Nghiệp, ông thực sự tưởng nhà họ Mạnh các ông có thể một tay che trời sao? Đúng lúc này lại có thêm một người bước ra, vẻ mặt tức giận nhìn Mạnh Hồng Nghiệp. Chủ nhà họ Hàn trong ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ, Hàn Khiếu Thiên. Có người bật thốt lên. Trời má, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Đây là hội giao lưu à? Sao tôi thấy giống chiến trường vậy? Nếu chỉ có nhà họ Trần và nhà họ Quan, có lẽ sẽ không làm nên trò trống gì. Nhưng bây giờ lại thêm nhà họ Hàn, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Có thêm nhà họ Hàn thì đã sao? Đừng quên hội giao lưu này do nhà họ Mạnh tổ chức. Hàn Khiếu Thiên ra mặt khiến mọi người dậy sóng. Nhưng phần lớn đều cảm thấy lo lắng. Hai thế lực khổng lồ của tỉnh Giang Bình đối đầu, chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu bọn họ phải lựa chọn, dù đứng ở phe nào cũng sẽ phải đắc tội phe còn lại. Hàn Khiếu Thiên, ông cũng muốn nhúng tay vào sao? Mạnh Hồng Nghiệp nổi giận gầm lên, đáy mắt lại nổi lên vẻ đắc ý. Hôm nay lão ta vốn không định tổ chức hội giao lưu bình thường mà muốn làm lớn chuyện. Sau lưng lão ta còn một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô chống đỡ, nếu lão ta không kiểm soát được thì chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ ra mặt. Hiện giờ lão ta phải dụ được Dương Thanh ra. Giúp Hoàng Trung trả thù cũng là một chuyện lớn. Nghĩ vậy, Mạnh Hồng Nghiệp liếc mắt nhìn Dương Thanh. Hiện giờ trông anh bình thản cứ như hết thảy không liên quan gì tới mình. Lão già, ông biết rõ tại sao nhà họ Mạnh các ông đoạt được quyền tổ chức hội giao lưu lần này. Đè đầu cưới cổ nhà họ Phùng chưa đủ, còn định bắt nạt cả nhà họ Quan và nhà họ Trần sao? Nếu ông thích bắt nạt người khác như vậy, không biết ông có dám bắt nạt Hàn Khiếu Thiên tôi không? Hàn Khiếu Thiên tức giận quát. Ông cụ vốn căm ghét cái ác, cũng biết rõ quan hệ của Dương Thanh với hai nhà Quan, Trần. Lần trước không chỉ có nhà họ Trần và nhà họ Quan xông vào nhà họ Mạnh, mà còn có nhà họ Hàn. Hiện giờ, Mạnh Hồng Nghiệp trắng trợn nhằm vào nhà họ Quan, rõ ràng chính là khiêu khích Dương Thanh. Có lẽ người khác không biết nhưng ông cụ lại biết rõ nhà họ Quan là trợ thủ đắc lực của Dương Thanh. Chỉ khi động tới nhà họ Quan mới có thể ép Dương Thanh ra mặt. Hàn Khiếu Thiên, ông đừng nói khó nghe như vậy. Tôi không hề muốn bắt nạt gia tộc nào hết. Mạnh Hồng Nghiệp cười nói, chuyện vừa rồi ông cũng thấy, chính nhà họ Quan và nhà họ Trần liên tiếp khiêu chiến nhà họ Mạnh chúng tôi. Không cần biết thế nào, hội giao lưu lần này do nhà họ Mạnh đứng ra tổ chức, không phải loại rác rưởi nào cũng có thể tùy tiện khiêu chiến đâu. Tôi đuổi mấy kẻ không có mắt khỏi buổi giao lưu do gia tộc tôi tổ chức đâu có gì quá đáng. Mạnh Hồng Nghiệp châm chọc, đương nhiên nếu ông chủ Hàn muốn nhúng tay cũng không sao. Đợi đến khi nhà họ Hàn các ông tổ chức tiệc giao lưu gì đó, nhà họ Mạnh cũng muốn có một phần. Tùy ông. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh, nhưng bây giờ, ai dám động vào nhà họ Quan và nhà họ Trần, đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong, Hàn Khiếu Thiên lập tức gọi điện thoại, lập tức tập hợp hai nhóm người, một nhóm tới nhà họ Mạnh, nhóm còn lại tới khách sạn Trung Châu, chuẩn bị chờ lệnh. Cuối cùng mặt Mạnh Hồng Nghiệp cũng biến sắc. Lão ta tập trung phần lớn lực lượng ở khách sạn Trung Châu, lơ là phòng bị ở gia tộc. Lão ta cũng biết Hàn Khiếu Thiên là người hung hãn thế nào. Nếu còn bị dồn ép, Hàn Khiếu Thiên thực sự dám ra tay xử lý nhà họ Mạnh. Chuẩn bị xong hết chưa? Đúng lúc này, một người đột nhiên lên tiếng. Tốt, trong vòng 20 phút lập tức bao vây nhà họ Mạnh cho tôi, sẵn sàng chờ lệnh. Trần Hưng Hải bình thản cúp điện thoại. Mọi người thấy vậy đều sững sờ. Hàn Khiếu Thiên dám cho người bao vây nhà họ Mạnh vì thực lực hai nhà tương đương nhau. Nhưng nhà họ Trần mới trở thành gia tộc đứng đầu không lâu, còn là ở nơi khác mà cũng dám bao vây nhà họ Mạnh. Quan trọng là Trần Hưng Hải nói phải bao vây trong vòng 20 phút. Từ Châu Thành đến tỉnh Lỵ phải mất ít nhất hơn một tiếng đi xe. Trần Hưng Hải chỉ cho 20 phút để bao vây nhà họ Mạnh,
chứng tỏ người nhà họ Trần đã có mặt ở tỉnh Lỵ từ trước. Trong vòng 20 phút lập tức tới khách sạn Trung Châu, chuẩn bị chờ lệnh của tôi. Lại có một giọng nói vang lên. Là quan Chính Sơn. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Ba nhà quan, Trần, Hàn bắt tay với nhau, liệu nhà họ Mạnh có trụ nổi không? Trong ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ đã có nhà họ Mạnh và nhà họ Hàn vào cuộc. Bây giờ vui nhất có lẽ nhà họ Ninh nhỉ. Các gia tộc lớn công khai trở mặt khiến mọi người đều ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Bầu không khí của hội giao lưu trở nên căng thẳng. Sắc mặt Mạnh Hồng Nghiệp cực kỳ khó coi. Lão ta muốn làm lớn chuyện, không ngờ mấy gia tộc này lại chuẩn bị đầy đủ tới vậy. Cả khách sạn Trung Châu và nhà họ Mạnh đều bị bao vây. Nếu khai chiến, nhà họ Mạnh sẽ bị địch vây tứ phía. Bây giờ, lão ta chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hy vọng vào Hoàng Trung. Nhưng khi lão ta nhìn Hoàng Trung, đối phương lại tỏ ra nhàn nhã như không liên quan gì tới mình. Đúng lúc này, một giọng nói lại vang vọng khắp hội trường, các người quên mất nhà họ Ninh chúng tôi rồi à? Còn muốn giúp nữa không giờ khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Vừa nói đến nhà họ Ninh, người nhà họ Ninh đã bước ra. Như vậy, ba gia tộc hàng đầu của tỉnh Lỵ đều đã vào cuộc. Ban đầu mọi người còn cho rằng nhà họ Ninh chỉ khoanh tay đứng ngoài cuộc. Đợi đến khi trai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi. Nhưng hôm nay, nhà họ Ninh lại bất ngờ tham gia cuộc đấu này, vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Mạnh Hồng Nghiệp thoáng nhíu mày, ngẩng lên nhìn người đứng đầu nhà họ Ninh, bỗng lão ta có một dự cảm cực kỳ xấu. Hàn Khiếu Thiên cũng lạnh lùng quét mắt nhìn sang, trong lòng khó hiểu, lúc này nhà họ Ninh nhúng tay vào là vì điều gì? Phùng Toàn vừa thấy người đứng đầu nhà họ Ninh xuất hiện, tâm tình cực kỳ kích động. Run rẩy cả người, không sao kiềm chế được. Nhà họ Ninh mới là mục tiêu của ông ta hôm nay. Theo như ông ta thấy, chính nhà họ Ninh đã giết con ông ta. Ông ta phải báo thù cho con mình. Sao chúng tôi có thể quên ông chủ Ninh được chứ? Mạnh Hồng Nghiệp giãn mày ra, nhìn về phía người đứng đầu nhà họ Ninh, nở nụ cười. Chủ gia tộc họ Ninh cũng cười ha hả, không quên thì tốt quá. Không biết ông chủ Ninh lúc này bỗng dưng đứng ra là có ý gì? Hàn Khiếu Thiên cũng lên tiếng hỏi. Khi chưa hiểu rõ mục đích của chủ nhà họ Ninh, ông cụ không muốn vội vàng trở mặt với gia tộc này. Ông chủ Hàn, hôm nay là ngày hội long trọng của cả tỉnh Giang Bình, nếu quyền chủ sự nằm trong tay nhà họ Mạnh thì đương nhiên nhà họ Mạnh có tư cách quyết định đuổi ai ra ngoài. Để duy trì bình ổn của thế cục tỉnh Giang Bình, tôi có một đề nghị thế này. Không biết ông chủ Hàn có đồng ý tiếp nhận không thôi. Chủ nhà họ Ninh nheo mắt cười nói, nhưng trong đáy mắt ông ta lại toát ra đôi phần suy ngẫm và cân nhắc. Mạnh Hồng Nghiệp thầm thấy vui mừng, ban đầu lão ta còn tưởng nhà họ Ninh tới đây là để phá rối, nhưng nghe ông ta nói thế, dường như mục tiêu của nhà họ Ninh lần này là nhà họ Hàn. Hàn Khiếu Thiên cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của chủ nhà họ Ninh, ông cụ lạnh lùng đáp có chuyện nói thẳng. Chủ nhà họ Ninh nghe ông cụ nói thế vẫn không hề tức giận, chỉ cười ha hả, nói, nhà họ Mạnh, nhà họ Hàn cùng với nhà họ Ninh tôi là ba gia tộc đứng đầu của tỉnh Giang Bình này. Nếu có ngày xung đột giữa chúng ta bùng nổ, chỉ e những thế lực và gia tộc khác khắp tỉnh Giang Bình đều sẽ phải chịu liên lụy. Nếu nhà họ Mạnh và nhà họ Quan có ân oán thì hãy để tự bọn họ giải quyết với nhau đi, nhà họ Hàn không nên nhúng tay vào là tốt nhất. Đương nhiên. Nếu như nhà họ Hàn kiên quyết muốn nhúng tay thì cũng không thành vấn đề. Tôi nghĩ, chỉ một nhà họ Hàn cùng với mấy gia tộc tép siêu mà muốn chống lại liên minh của nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh tôi thì e rằng chỉ có một kết quả tất yếu là thất bại mà thôi. Thậm chí là, bị diệt. Chủ nhà họ Ninh nheo mắt cười nói, giọng điệu cực kỳ bình thản, ánh mắt lại tràn đầy châm chọc trêu tức. Giờ phút này, mọi người đều đã hiểu rõ, nhà họ Ninh tới đây là để đối đầu với nhà họ Hàn. Mạnh Hồng Nghiệp cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Nhà họ Hàn ra mặt thay cho nhà họ Quan là điều nằm trong dự liệu của lão ta. Nhưng lão ta hoàn toàn không ngờ được chủ nhà họ Ninh lại đứng ra chĩa mũi dùi về phía nhà họ Hàn. Nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh đã liên kết với nhau rồi. Hai gia tộc quyền thế nhất nhì liên kết với nhau đối kháng với nhà họ Hàn, vậy thì e rằng nhà họ Hàn chỉ còn một đường chết. Chưa tận mắt nhìn thấy kết quả cuối cùng thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hội trường rộng lớn của hội giao lưu nhốn nháo hẳn lên. Nhưng đại đa số người đều có cái nhìn khá bi quan về nhà họ Hàn. Dẫu sao,
hai trong số ba gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ đã kết làm liên minh với nhau rồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Hàn Khiếu Thiên, họ muốn xem, ông chủ kiên cường bất khuất này rốt cuộc sẽ đáp lại thế nào. Ninh Chí Viễn. Hàn Khiếu Thiên trừng mắt nhìn chằm chằm chủ nhà họ Ninh, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, cậu có chắc rằng mình muốn nhúng tay vào chuyện giữa nhà họ Hàn và nhà họ Mạnh? Hội giao lưu hôm nay vốn do nhà họ Mạnh tổ chức, họ có quyền quyết định mọi việc trong hội giao lưu này. Ninh Chí Viễn cười nói, tôi chỉ đứng ra phát biểu một chuyện đương nhiên mà thôi. Vẻ mặt trêu đùa của Ninh Chí Viễn làm Hàn Khiếu Thiên tức giận đến không thể kiềm chế, ông cụ lạnh lùng nói, nếu đã vậy thì không còn gì để nói nữa, muốn chiến thì chiến thôi. Giờ khắc này, toàn thân Hàn Khiếu Thiên đều toát ra ý chí chiến đấu, mấy tay vệ sĩ cao lớn lực lưỡng bên cạnh ông cụ đều đã đứng lên. Cùng lúc đó, bên phía Châu Thành, Trần Hưng Hải cũng chậm rãi đứng dậy, phía sau là mấy vệ sĩ, một tay lão ta đã đặt vào bên trong áo vest, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bên phía Giang Hải, Quan Chính Sơn vẫn yên tĩnh ngồi đó, nhưng Quan Tuyết Tùng cháu ông ta đã dẫn người đứng lên. Lúc này, trong hội trường, toàn bộ các gia tộc của tỉnh lỵ, Châu Thành và Giang Hải đều đã vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất kể bên nào ra tay trước thì ngay sau đó, toàn bộ hội trường sẽ hóa thành chiến trường. Từ đầu tới giờ, Dương Thanh vẫn bình thản ngồi yên ở vị trí của mình như thể mọi chuyện đều không liên quan đến anh, chỉ có điều, sâu trong đôi mắt anh tràn đầy lạnh lẽo và khinh thường. Nhà họ Mạnh muốn trở thành mũi lao cho nhà họ Hoàng, mà nay, ngay cả nhà họ Ninh cũng đã đứng ra xung phong làm tay đấm tiên phong cho nhà họ Hoàng. Chỉ tiếc, nhà họ Mạnh đã tính nhầm rồi. Nhà họ Ninh đứng ra đúng vào lúc này rõ ràng chính là mưu kế của nhà họ Hoàng, Mạnh Hồng Nghiệp lại vẫn như một kẻ ngu xuẩn. Ngây thơ cho rằng nhà họ Hoàng sẽ nâng đỡ gia tộc mình. Hiện giờ, Mạnh Hồng Nghiệp cũng đã nhận ra điểm này, lão ta chợt có cảm giác đâm lao phải theo lao. Hàn Khiếu Thiên, ông thực sự muốn đấu à? Ninh Chí Viễn nheo mắt cười hỏi, hoàn toàn xem thường lời nói khiêu chiến của Hàn Khiếu Thiên. Tôi vẫn muốn nói câu kia, nhà họ Trần ở Châu Thành và nhà họ Quan ở Giang Hải là gia tộc anh em với nhà họ Hàn tôi. Bất kể ai muốn động đến họ thì đều là kẻ địch của nhà họ Hàn tôi. Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nói, chiến đấu vì gia tộc anh em, có gì mà không dám. Ông thật sự cho rằng, hiện giờ ở tỉnh Giang Bình này, nhà họ Hàn các ông có sức ảnh hưởng lớn lắm sao? Ninh Chí Viễn giễu cợt nói, sau đó đảo mắt nhìn qua những người khác một lượt, nói các vị chủ gia tộc, nhà họ Hàn khư cố chấp, cố tình phá hỏng quy tắc của tỉnh Giang Bình ta. Các vị hãy nói cho ông chủ Hàn biết, các vị có đồng ý hay không? Nhà họ Lưu của thành phố Sương không đồng ý. Nhà họ Tề của thành phố Hải không đồng ý. Nhà họ Bạch của Cát Châu không đồng ý. Ninh Chí Viễn vừa dứt lời đã có 7, 8 chủ gia tộc quyền thế các nơi đứng dậy. Chứng kiến tình cảnh ấy, sắc mặt Mạnh Hồng Nghiệp trở nên hết sức khó coi, bởi vì ban đầu, những gia tộc này đã đồng ý đứng về phía nhà họ Mạnh trong hội giao lưu này. Nhưng hiện tại, Ninh Chí Viễn vừa lên tiếng, đám người kia đã nghe lời răm rắp. Hoàng Mai đang ngồi bên cạnh Hoàng Trung thấy thế, ánh mắt cũng thoáng lóe lên một tia kinh ngạc. Về tình riêng, bà ta cũng hy vọng nhà họ Hoàng có thể giúp đỡ nhà họ Mạnh trở thành vương tộc của tỉnh Giang Bình, nhưng điều bà ta không thể ngờ tới là Hoàng Trung lại âm thầm lựa chọn nhà họ Ninh. Hết thảy những chuyện này đều nằm ngoài dự kiến của bà ta. Sắc mặt Hàn Khiếu Thiên cũng cực kỳ khó coi. Ông cụ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lôi kéo gia tộc khác, lúc này muốn chống lại liên minh của nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh thì chỉ e bên ông cụ không phải đối thủ của họ. Ông chủ Hàn, hiện giờ, ông có còn muốn nhúng tay vào việc giữa nhà họ Mạnh và nhà họ Quan hay không? Ninh Chí Viễn nhìn chằm chằm Hàn Khiếu Thiên, vẻ mặt bỡn cợt, trong tay còn xoay hai hạt óc chó đồ chơi. Cạch cạch cạch, giữa hội trường rộng lớn, lại chỉ nghe thấy thanh âm cọ sát phát ra từ hai hạt óc chó kia. Bầu không khí trở nên hết sức nặng nề, thậm chí một vài thanh niên đi theo ông cha nhà mình tới đây còn không dám thở mạnh. Cuộc đại chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Coi tao là thằng ngu. Tuy Hàn Khiếu Thiên không sợ chuyện nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh liên minh với nhau nhưng ông cụ cũng biết rõ, một khi khai chiến, cả hai bên đều sẽ tổn thất cực lớn. Điểm quan trọng nhất là, nhà họ Ninh đã mua chuộc được gần nửa số gia tộc ở đây. Ở vào tình thế trước mắt. Nhà họ Hàn hoàn toàn không có lợi thế.
nếu ông chủ Ninh đã thích xen vào việc của người khác như thế thì tôi đây cũng phải tính sổ những gì nhà họ Ninh của ông nợ nhà họ Phùng của tôi. Lúc này, bên phía các gia tộc thành phố Kim Hà chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng, đó là Phùng Toàn, chủ nhà họ Phùng. Nhà họ Phùng cũng vào cuộc rồi kìa. Vô số ánh mắt rơi lên người Phùng Toàn, ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ. Mọi người đều đã nhận ra, ba gia tộc quyền thế nhất tỉnh Lỵ đã quyết đối đầu với nhau. Dưới tình huống này mà nhà họ Phùng còn định nhảy vào cuộc, làm như vậy chẳng phải là muốn chết hay sao? Ninh Chí Viễn còn đang nở nụ cười, nghe vậy lập tức nheo mắt lại, không biết nhà họ Ninh tôi với nhà họ Phùng có ân oán gì chăng? Ninh Chí Viễn đúng là không hề biết, con trai của Phùng Toàn vừa bị giết chết tối hôm qua. Chỉ có điều, Phùng Toàn cũng không hề biết, cái chết của con ông ta không có liên quan gì đến nhà họ Ninh cả. Dương Thanh đưa mắt nhìn Phùng Toàn, lộ vẻ thích thú. Xem ra, đúng là Phùng Toàn rất thương gã Phùng Nghĩa Cần vừa bị anh giết tối qua. Ninh Thành Vũ đang ngồi ở vị trí sau cùng của nhà họ Ninh, thấy Phùng Toàn đứng ra, bỗng có một dự cảm chẳng lành. Đêm qua, thi thể của Phùng Nghĩa Cần đột nhiên xuất hiện trong cốp sau xe hắn, sau đó, gã thuộc hạ mà hắn sai đi xử lý thi thể cũng biến mất tăm. Hai nhà chúng ta có ân oán gì thì ông cứ thử hỏi con cháu nhà họ Ninh các ông đi. Đáy mắt Phùng Toàn toát ra ý muốn giết người cực kỳ mãnh liệt, nhằm thẳng vào Ninh Thành Vũ. Quả nhiên là thế. Ninh Thành Vũ nhận ra ánh mắt của Phùng Toàn đang bắn về phía mình, lập tức cảm thấy lúng túng. Bây giờ hắn đã suy nghĩ cẩn thận lại toàn bộ sự việc, bỗng nhiên ý thức được rằng, hình như mình bị người ta gài bẫy. Chỉ e tay thuộc hạ được cử đi xử lý thi thể của Phùng Nghĩa Cần đã bị hại rồi. Càng nghĩ, trong lòng hắn càng thêm bất an. Địa vị của mình trong nhà họ Ninh không cao, nếu có một ngày chuyện mình cố gắng hủy thi thể của Phùng Nghĩa Cần để xóa dấu tích bị lộ ra, chắc chắn nhà họ Ninh sẽ bị người phỉ nhổ. Xước về phiền phức lớn như vậy, rất có khả năng nhà họ Ninh sẽ vứt bỏ mình. Rốt cuộc ông muốn nói gì, hãy nói cho rõ đi. Ninh Chí Viễn nheo mắt, nhìn chằm chằm Phùng Toàn. Mặc dù ông ta đang cười nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự giữ dằn che lấp bên dưới khuôn mặt tươi cười ấy của Ninh Chí Viễn. Đúng thời điểm ông ta lấy cớ là Hàn Khiếu Thiên nhúng tay vào việc riêng của nhà họ Quan và nhà họ Mạnh để chĩa mũi dùi vào nhà họ Hàn thì ngay trước mặt mọi người, chính ông ta lại bị một gia tộc nhỏ yếu thua xa mình tỏ ý đối địch. Đối với ông ta, đây quả là một nỗi nhục cực lớn. Phùng Toàn lại không hề sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi nói, Phùng Nghĩa Cần con trai tôi, ngay tối hôm qua đã bị giết. Nếu không phải tôi chạy tới kịp lúc thì chỉ e ngay cả thi thể cũng không còn. Phùng Toàn gần như rít từng chữ qua kẽ răng, đêm qua ông ta vừa phải chịu nỗi đau mất con, có thể tưởng tượng lúc này ông ta phẫn nộ cỡ nào. Nếu không phải nhà họ Phùng không có cách nào đối địch với nhà họ Ninh thì sao ông ta phải đợi đến giờ? Đây là cơ hội duy nhất để ông ta báo thù, sao có thể bỏ qua được? Cái gì, con trai Phùng Toàn bị giết rồi? Tôi còn nghe nói, đấy là đứa con hiếm muộn của Phùng Toàn, ông ta vô cùng chiều chuộng anh ta. Cho nên chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho hung thủ giết con mình đâu. Nhưng rốt cuộc là ai dám giết cả con trai Phùng Toàn? Rất nhiều người đều từng nghe nói Phùng Toàn cực kỳ cưng chiều đứa con này, hiện giờ đều nhao nhao bàn tán. Vẻ mặt Ninh Thành Vũ hết sức mất tự nhiên, hắn muốn giải thích nhưng lại không dám mở lời, chỉ đành giả ngu không biết. Dẫu sao Ninh Chí Viễn cũng là người đứng đầu một gia tộc, ông ta có thể ngồi lên vị trí này thì đương nhiên không phải kẻ ngu xuẩn. Từ ánh mắt của Phùng Toàn, ông ta thấy được nỗi căm hận cực kỳ sâu sắc. Phùng Toàn chọn đúng lúc này nhằm vào mình, vậy chỉ có một khả năng, đó là cái chết của con trai ông ta có liên quan đến nhà họ Ninh. Ông chủ Phùng, không biết cái chết của con ông rốt cuộc là do kẻ nào gây ra. Ông cứ việc nói ra, hôm nay người có mặt ở đây đều là chủ các gia tộc lớn của tỉnh Giang Bình, để ngăn chặn những chuyện tương tự. Chúng ta nhất định phải khiến đầu sỏ gây nên chuyện này nhận được trừng phạt thích đáng. Hàn Khiếu Thiên cũng nhân cơ hội lên tiếng. Đa số những người chứng kiến cảnh này đều đã ý thức được, cái chết của con trai Phùng Toàn nhất định có liên quan đến nhà họ Ninh. Phùng Toàn bỗng chỉ tay về phía nhà họ Ninh, phẫn nộ quát, Ninh Thành Vũ, con tao trung thành tận tâm với mày như thế, vậy mà mày nỡ lòng nào giết nó, còn định thiêu xác nó ở nơi đồng không mông quạnh. Giết người thì đền mạng. Đây là chuyện hiển nhiên. Hôm nay, tao phải lấy máu mày để tế vong hồn con tao. Phùng Toàn đã tức giận đến run người.
Ninh Thành Vũ thì đã sợ đến trắng bệch cả mặt, cắn răng nói, ông chủ Phùng, ông đừng nói hưu nói vượn, có những lời nếu nói bừa là phải trả giá đắt đấy. Sao hả, dám làm không dám nhận à? Phùng Toàn châm chọc nói, mang tiếng là người nhà họ Ninh mà mày chẳng khác nào thứ rác rưởi. Khốn kiếp, ông nói ai là rác rưởi? Ninh Thành Vũ xấu hổ đến phát cáu, đứng phát dậy. Câm mồm. Ninh Chí Viễn giận dữ quát một tiếng. Ninh Thành Vũ giật thót cả người, vội vã ngậm miệng lại, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ mồn một vẻ không cam lòng. Hắn đâu có giết Phùng Nghĩa Cần, hắn chỉ bị người ta gài bẫy, bỏ thi thể của Phùng Nghĩa Cần vào cốp sau xe mình mà thôi. Nhưng hắn lại không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng cho việc này. Ông chủ Phùng, chuyện gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng, ông có chứng cứ gì mà dám khẳng định người của nhà họ Ninh tôi giết con trai ông? Ninh Chí Viễn lên tiếng, giọng điệu cũng hòa hoãn đi vài phần. Chuyện của mình còn chưa xử lý xong mà đòi nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hàn tôi à, thật buồn cười. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh, nói. Ninh Chí Viễn không để ý đến ông cụ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phùng Toàn. Phùng Toàn nghiến răng nghiến lợi nói, tôi đã lường trước ông sẽ biện bạch như vậy, nhưng nếu không có chứng cứ xác thực, sao tôi dám gây chuyện với nhà họ Ninh của ông ngay tại hội giao lưu chứ? Dứt lời, ông ta quay sang nói với cấp dưới, mở lên cho mọi người cùng xem đi. Một người đàn ông trung niên bưng theo máy tính xách tay bước từ sau lưng Phùng Toàn ra, đi thẳng lên bục, kết nối máy tính với hệ thống máy chiếu trong sảnh. Ngay sau đó, ông ta mở một đoạn video. Bây giờ, mày lái chiếc xe này đến nghĩa địa rồi đốt nó cùng với thi thể của Phùng Nghĩa Cần đi. Chuyện này, trừ tao với mày ra, nếu để người thứ ba biết, tao sẽ lấy mạng mày đấy. Cậu Vũ yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói lung tung, được rồi, mau đi xử lý đi. Video chỉ có một đoạn ngắn như thế, hình ảnh ghi lại chính là cảnh tượng Ninh Thành Vũ cùng với tay sai của hắn đang đứng cạnh cốp sau một chiếc xe Bentley màu xanh da trời. Cốp xe đang mở lên, bên trong có một thi thể, nhìn kỹ thì chính là Phùng Nghĩa Cần. Thì ra con trai Phùng Toàn đúng là bị người nhà họ Ninh giết chết. Cái tên con cháu nhà họ Ninh này quả thật quá tàn nhẫn. Giết người rồi còn muốn hủy xác, thế này khác gì muốn cho nhà họ Phùng tuyệt hậu. Mấy năm gần đây, nhà họ Ninh quả thực quá ngạo mạn, chuyện gì cũng muốn thò tay vào, thật đúng là khối u ác tính của tỉnh Giang Bình này. Ban đầu chỉ có vài người chỉ trích nhà họ Ninh, nhưng chẳng bao lâu sau, khắp sảnh đều râm ran tiếng bàn tán chê bai. Khóe miệng Dương Thanh thoáng nhếch lên, không ai biết rằng những lời mồi đầu là do anh sắp xếp người nói. Con tôi không thể chết oan uổng được. Nhà họ Ninh nhất định phải giải thích rõ ràng cho tôi. Thái độ của Phùng Toàn cực kỳ kiên định, mắt ông ta đã đỏ bừng, phừng phừng lửa giận. Một đứa con cháu nhỏ tuổi nhà họ Ninh thôi mà cũng dám ra tay tàn độc với cấp dưới đi theo mình như vậy, chắc học theo cha chú trong nhà nhỉ. Trần Hưng Hải cũng châm chọc nói. Dĩ nhiên rồi, đúng câu cha nào con nấy rồi còn gì. Quan Tuyết Tùng cũng cười lạnh. Nay tôi đã cho ông xem chứng cứ vô cùng xác thực. Ông còn gì để nói nữa không? Phùng Toàn nổi giận hỏi. Ninh Chí Viễn không nói gì, nhưng ánh mắt ông ta cực kỳ hung ác, thần thái cực kỳ đáng sợ. Thưa chủ gia tộc, việc này hoàn toàn không liên quan đến cháu ạ. Ninh Thành Vũ sốt ruột quỳ phịch xuống dưới chân Ninh Chí Viễn, vội vã cầu khẩn, không biết kẻ nào đã giết Phùng Nghĩa Cần rồi lại nhét thi thể anh ta vào cốp sau xe cháu. Phùng Nghĩa Cần là anh em tốt luôn đi theo cháu, sao bỗng dưng cháu lại giết anh ta cơ chứ? Xin chủ gia tộc xem xét giúp cháu. Chuyện này thực sự không liên quan gì đến cháu cả. Lúc này Ninh Thành Vũ thực sự sợ chết khiếp rồi, bởi vì trong tình huống hiện tại, muốn giải quyết được vấn đề trước mắt, nhà họ Ninh chỉ có thể giao hắn ra. Theo những hiểu biết của hắn về Ninh Chí Viễn, ông ta thực sự có thể làm ra chuyện như vậy. Ninh Thành Vũ, nay đã có chứng cứ rõ ràng như vậy rồi, trong video kia chính mày đã sai đàn em đem xác con tao đi hủy. Giờ mày lại trở mặt nói là xác con tao tự dưng xuất hiện trong xe mày à? Lẽ nào bảo vệ của nhà họ Ninh mày đều để làm cảnh hay sao? Ở đâu ra kẻ có thể âm thầm bỏ hẳn thi thể một người trưởng thành vào cốp xe mày mà không ai hay? Mày tưởng cả nhà họ Phùng tao đều là lũ ngu à? Phùng Toàn giận dữ hét lên, sắc mặt dữ tợn. Mày muốn chết à? Lúc này, Phùng Toàn đã tức giận đến run cả người. Những người quen biết ông ta đều hết sức kinh ngạc. Trước mặt người ngoài, trước nay Phùng Toàn luôn là một người biết cách ứng xử khéo léo,
nhưng hôm nay, ông ta lại dám chống đối trực diện với nhà họ Ninh. Xong, nghĩ tới nỗi đau mất con của Phùng Toàn, bọn họ cũng có thể hiểu được. Sắc mặt Ninh Chí Viễn trở nên âm trầm đáng sợ, còn người ông ta lóe lên một tia tàn nhẫn, chằm chằm nhìn vào Phùng Toàn, nói, chỉ bằng một đoạn video như thế thì có thể nói được điều gì. Chứng cứ này đã cực kỳ xác thực, ông còn muốn có chứng cứ gì nữa, Phùng Toàn gân cổ tranh cãi, không hề chịu lùi bước. Ninh Chí Viễn lạnh lùng nói, Ninh Thành Vũ đã nói, cái chết của con trai ông hoàn toàn không liên quan đến nhà họ Ninh. Ninh Chí Viễn, tôi biết cậu là kẻ vô liêm sỉ nhưng không thể ngờ cậu lại có thể vô liêm sỉ đến mức này. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh, người của nhà họ Ninh cậu giết chết con trai của ông chủ Phùng, xem video đã thấy rõ như ban ngày, cậu còn muốn ngụy biện gì nữa đây? Ông chủ Hàn nói rất đúng, đã có chứng cứ vô cùng xác thực, cậu có cãi cố cũng chẳng tác dụng gì đâu. Trần Hưng Hải cũng lên tiếng đồng ý. Chuyện này, nhà họ Ninh nhất định phải cho nhà họ Phùng một lời giải thích rõ ràng, Quan Tuyết Tùng nói. Nếu hôm nay nhà họ Ninh không thể cho nhà họ Phùng một lời giải thích rõ ràng, vậy thì chẳng phải đã chứng minh, những người đi theo nhà họ Ninh các người lúc nào cũng có nguy cơ bị giết chết rồi hủy thi thể sao? Tô Thành Vũ cũng đứng dậy. Trước đây ông ta đã bỏ lỡ một lần đứng về phía Dương Thanh, nếu còn bỏ qua dịp này thì chỉ e từ nay về sau ông ta sẽ không còn cơ hội thiết lập quan hệ với Dương Thanh nữa. Đúng thế, nhà họ Ninh phải cho nhà họ Phùng một câu trả lời rõ ràng đi. Chỉ chốc lát đã có thêm vài ông chủ của các gia tộc hàng đầu đứng dậy, ai nấy đều tỏ thái độ cực kỳ căm phẫn. Trong số đó thậm chí còn có cả mấy gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Ninh. Ninh Chí Viễn không nói một lời, sắc mặt đã cực kỳ âm trầm, lúc này, ông ta đã rơi vào tình huống bị chúng bạn xa lánh. Ninh Thành Vũ hoảng sợ cực độ, liên tục dập đầu xuống đất, kêu la, thưa chủ gia tộc, chuyện này thực sự không liên quan đến cháu mà, câm mồm. Ninh Chí Viễn quát Ninh Thành Vũ một tiếng, thứ khốn kiếp, chỉ biết làm mất mặt gia tộc. Nếu mày còn dám nói thêm một câu nhảm nhí nữa thì đừng trách sao gia tộc lại vứt bỏ mày. Nghe vậy, Ninh Thành Vũ mừng rơn trong lòng, vội vã ngậm miệng lại. Những lời vừa rồi của Ninh Chí Viễn đã tỏ ra thái độ, nhà họ Ninh quyết định bảo vệ Ninh Thành Vũ đến cùng. Ninh Chí Viễn, cậu nói vậy là có ý gì? Quan Chính Sơn cả giận nói, chuyện con cháu nhà họ Ninh cậu giết con trai ông chủ Phùng, cậu định lấp liếm cho qua hay sao? Nhà họ Ninh chúng tôi làm gì không cần phải giải thích với nhà họ Quan các ông? Ninh Chí Viễn lạnh lùng nói, ông là cái đinh gì chứ? Khốn kiếp, cậu nói cái gì? Quan Chính Sơn lập tức nổi giận đùng đùng. Thứ chó má họ Ninh kia, tốt nhất đừng có đùa với lửa, kẻo có ngày chết cháy đấy. Trần Hưng Hải cũng lên tiếng mắng. Ninh Chí Viễn, ông nói vậy là muốn đối địch với mấy mươi gia tộc của tỉnh Giang Bình này đúng không? Tô Thành Vũ lạnh giọng hỏi. Làm nhảm với bọn họ nhiều như thế để làm gì? Đúng lúc này, một giọng nói bình thản bỗng cất lên. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung lên bóng dáng cậu thanh niên vẫn đang ung dung ngồi phía dành cho Giang Hải kia. Mày là ai? Ở đây làm gì có chỗ cho mày lên tiếng hả? Ninh Chí Viễn nhìn về phía Dương Thanh, mắng. Ninh Chí Viễn, không được vô lễ với cậu Thanh, Quan Chính Sơn cả giận quát. Trần Hưng Hải cũng vội vàng nói, thằng khốn kia, dám bất kính với cậu Thanh, mày muốn chết đúng không? Ai dám bất kính với cậu Thanh thì chính là kẻ địch của nhà họ Tô tôi, Tô Thành Vũ cũng nói. Ba gia tộc quyền thế liên tiếp đứng ra giúp Dương Thanh, cảnh tượng này khiến cho những người có mặt đều ngây dại. Cậu thanh niên kia rốt cuộc là người thế nào mà có thể khiến cho chủ của ba gia tộc quyền thế bậc nhất cùng gọi là cậu Thanh? Nhà họ Trần của Trần Hưng Hải chỉ đứng sau ba gia tộc lớn nhất tỉnh Lỵ thôi đấy, vậy mà ngay cả lão ta cũng phải gọi cậu thanh niên kia là cậu Thanh. Chẳng lẽ, cậu ta tới từ Yến Đô? Đám đông kinh ngạc bàn tán xôn xao. Ninh Chí Viễn cười lạnh một tiếng, cất giọng, cậu Thanh. Dầu gì mấy người các ông cũng là chủ của các gia tộc lớn ở tỉnh Giang Bình này. Ấy vậy mà lại cung kính với một thằng nhãi hai mươi mấy tuổi, làm vậy không thấy nực cười lắm à? Một thằng nhãi danh thì có tư cách gì nhúng tay vào chuyện của tỉnh Giang Bình? Giọng Ninh Chí Viễn càng lúc càng lớn, câu cuối cùng, ông ta gào thẳng vào mặt Dương Thanh đầy tức giận. Hoàng Trung ngồi trên vị trí chủ tọa, thoáng nheo mắt nghĩ, rốt cuộc mày đã không nhịn được muốn ra mặt rồi sao? Ninh Thành Vũ vừa thấy Dương Thanh đứng ra, con người đột nhiên co rút lại.
Đặc biệt khi thấy có nhiều chủ gia tộc quyền thế đứng ra nói giúp Dương Thanh thì hắn càng thêm khiếp sợ. Tôi biết Phùng Nghĩa Cần bị ai giết rồi. Ninh Thành Vũ hô to một câu. Trước đó hắn đã đoán là Dương Thanh làm, chỉ có điều khi đó hắn không muốn tiếp nhận sự thật này. Mà nay, thi thể của Phùng Nghĩa Cần đột ngột xuất hiện trong cốp sau xe hắn, lại có video làm chứng, nếu sự việc đã bại lộ thì hắn cũng chẳng cần giấu giếm gì nữa. Là ai? Ninh Chí Viễn hỏi. Ninh Thành Vũ chỉ tay vào Dương Thanh, giận dữ nói, người giết Phùng Nghĩa Cần chính là hắn. Phùng Toàn tức tối quát, rõ ràng trong video kia, chính mày nói muốn hủy thi thể con tao, đã có chứng cứ rành rành ra như vậy mà mày còn muốn vu oan hãm hại người khác à? Ông chủ Phùng, tôi thề là tôi nói thật đấy. Ninh Thành Vũ vội vàng nói, tối hôm qua trong tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi, thằng khốn này từng tranh chấp nảy lửa với Phùng Nghĩa Cần, ở đây có rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến. Sau đấy, Phùng Nghĩa Cần còn nói với tôi là muốn cho thằng khốn này một bài học, nhưng ai ngờ, lúc tôi gặp lại anh ta lại là lúc anh ta nằm trong cốp sau xe tôi. Tôi sợ ông chủ Phùng hiểu lầm, bất đắc dĩ mới phải sai người hủy xác anh ta đi. Ninh Thành Vũ trình bày lại toàn bộ những gì mình biết cho mọi người nghe. Trông dáng vẻ khẩn thiết nôn nóng của hắn hoàn toàn không giống như đang nói dối. Ông chủ Phùng, Ninh Thành Vũ đã nói rất rõ rồi. Nó cũng chỉ sợ ông hiểu lầm nên mới nảy ra ý định hủy thi thể thôi. Xem xét kỹ càng lại thì chuyện này có một vấn đề rất lớn, lẽ nào ông chủ Phùng không hề thắc mắc vì sao cảnh Ninh Thành Vũ sai người hủy xác lại tình cờ bị người ta quay lại rồi gửi cho ông à? Tôi hy vọng ông chủ Phùng có thể suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất đừng nên tự biến mình thành tay đấm miễn phí cho người ta. Ninh Chí Viễn nói, thái độ và giọng điệu cũng đã hòa hoãn đi ít nhiều. Phùng Toàn nhíu mày. Đưa mắt nhìn về phía Dương Thanh. Sao hả, nghi ngờ tôi à? Dương Thanh nhìn Phùng Toàn, giễu cợt hỏi. Phùng Toàn cảm thấy mình nhìn không thấu Dương Thanh, nhưng ông ta cũng có thể cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên người gã thanh niên này. Phùng Nghĩa Cần là do thằng khốn nhà mày giết, mày còn muốn ngụy biện gì nữa? Ninh Thành Vũ giận dữ hét to, ồn ào quá. Dương Thanh vừa dứt lời liền đứng dậy. Nheo mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Thành Vũ, giết người thì đền mạng. Nếu nhà họ Ninh không muốn trả cho nhà họ Phùng một đáp án thỏa đáng, vậy thì để tôi giúp nhà họ Phùng một tay. Nói đoạn, anh một mình cất bước chậm rãi đi về phía nhà họ Ninh. Phía bên nhà họ Ninh, mười mấy cao thủ và con cháu dòng chính đều đang nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt châm chọc. Mày mới chính là hung thủ giết người, mày lấy gì để cho nhà họ Phùng một câu trả lời thỏa đáng hả? Ninh Thành Vũ chào phúng nói. Lúc này, trong ánh mắt hắn đã không còn chút sợ hãi nào, chỉ còn lại sự hưng phấn. Lần này tới tham dự hội giao lưu, Ninh Chí Viễn mang đến rất nhiều cao thủ đứng đầu của gia tộc. Hắn thấy, Dương Thanh tới đây chính là chủ động tới chịu chết. Ninh Chí Viễn nhìn Dương Thanh, suy tư, ông ta nhìn đi nhìn lại mà vẫn không nhìn ra Dương Thanh có điểm nào đặc biệt. Mày muốn chết à? Bấy giờ, Dương Thanh đã sắp đi tới trước mặt Ninh Thành Vũ. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thời đường màu đen, chân đi giày vải đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, bóng ông ta lao vọt về phía Dương Thanh. Dễ như trở bàn tay. Đó là Liễu Thanh, là cao thủ số một của nhà họ Ninh. Là một trong ba cao thủ cấp cao nhất của tỉnh Giang Bình, ngay cả cao thủ mạnh nhất của nhà họ Mạnh và nhà họ Hàn cũng không phải đối thủ của ông ta đâu. Ngay cả cao thủ như Liễu Thanh cũng đã được nhà họ Ninh phái ra rồi. Chỉ e cậu thanh niên này sẽ bị giết chết tại đây thôi. Thấy người đàn ông mặc đồ thời đường kia lao về phía Dương Thanh, ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ. Tốc độ của Liễu Thanh quá nhanh, một giây trước còn đang đứng sau lưng Ninh Chí Viễn, giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Dương Thanh rồi. Khoảng cách hơn chục mét mà chỉ trong nháy mắt đã tới rồi, tốc độ này khiến mọi người ở đây khiếp sợ vô cùng. Một luồng sức mạnh điên cuồng bỗng nhiên bùng nổ, Liễu Thanh đánh ra một quyền. Lực đánh như long trời lở đất. Nhưng mọi người chỉ thấy Dương Thanh thờ ơ vươn một cánh tay. Xòe năm ngón tay ra. Quỳnh. Nắm đấm của Liễu Thanh đã bị Dương Thanh túm chặt. Lấy hai người làm tâm. Một luồng khí cuồng bạo cuồn cuồn bùng nổ. Lan về bốn phương tám hướng. Dưới sức mạnh của luồng khí này. Một vài vật trang trí nhỏ trước mặt những người ngồi ở hàng đầu đã bị cuốn bay. Cái gì? Thằng nhóc kia có thể đỡ được quyền này à? Sao lại thế được? Chắc chắn tôi hoa mắt mất rồi. Đối thủ của cậu ta là Liễu Thanh, cao thủ mạnh nhất của tỉnh Giang Bình đấy,
sao một cậu thanh niên có thể đỡ được nắm đấm mạnh cỡ đó được chứ? Tất cả đều sợ đến ngây người, thậm chí có kẻ còn không dám tin vào mắt mình nữa. Ninh Chí Viễn đứng phắt dậy, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Liễu Thanh mạnh cỡ nào, ông ta biết rõ nhất, ấy vậy mà Dương Thanh lại đỡ được quyền của cao thủ mạnh như Liễu Thanh. Nắm đấm vừa rồi như thể đánh vào bịch bông chứ không phải vào người Dương Thanh. Người nhà họ Trần và nhà họ Quan đã biết thực lực của Dương Thanh, cho nên ai nấy đều hết sức hưng phấn. Cuối cùng họ cũng được chứng kiến sự mạnh mẽ của Dương Thanh thêm một lần nữa rồi. Hoàng Trung đang ngồi ở vị trí chủ tọa, từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng, nay trong đáy mắt cũng đã xuất hiện một sự khiếp đảm sâu đậm. Đứa con bị gia tộc Vũ Văn vứt bỏ này, nay đã lớn mạnh đến mức độ này rồi sao? Trước đó, Hoàng Mai từng nói cho ông ta hay, ngay cả đại sư Đàm cũng đã bị Dương Thanh giết chết mà ông ta vẫn chưa tin lắm. Nhưng hiện tại, ông ta đã tin rồi. Còn trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ cỡ này, chắc đã là vô địch trong đám thanh niên của Yến Đô rồi. Bản lĩnh của ông chỉ đến vậy thôi à? Dương Thanh nhếch mép, nở nụ cười giễu cợt. Danh con, đừng đắc ý quá sớm. Trong mắt Liễu Thanh cũng đã xuất hiện đôi phần nghiêm nghị, ông ta nghiến răng nói, tao thừa nhận đã xem thường mày, nhưng vậy thì đã sao? Cuối cùng mày vẫn phải chết trong tay Liễu Thanh này thôi. Vừa dứt lời, nắm tay kia của ông ta đã công kích về phía Dương Thanh. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Những chiêu tấn công của Liễu Thanh vô cùng cuồng bạo, mỗi một chiêu vung ra đều mang theo một khí thế cực kỳ điên cuồng và dữ dội. Một vài người đứng gần đó còn có thể cảm nhận được luồng khí kình cực mạnh trong mỗi chiêu công kích mà Liễu Thanh tung ra. Có điều, bất kể tốc độ tấn công của Liễu Thanh nhanh cỡ nào đều không thể đụng tới người Dương Thanh. Biên độ né tránh của Dương Thanh cực nhỏ. Nhưng mỗi khi chiêu thức của Liễu Thanh gần đụng đến anh thì đều bị anh né tránh dễ dàng. Sắc mặt Liễu Thanh ngày càng khó coi, ông ta đường đường là cao thủ số một của nhà họ Ninh, vậy mà không cách nào đụng tới một gã thanh niên trẻ tuổi. Việc này đối với ông ta quả thực đúng là một sự sỉ nhục cực lớn. Ninh Chí Viễn, đây là cao thủ số một của nhà họ Ninh đó sao? Ngay cả một sợi lông tơ của cậu Thanh còn chẳng đụng tới nổi, thật đúng là thứ vô dụng. Hay là nhà họ Ninh các cậu còn có cao thủ mạnh hơn nữa? Trần Hưng Hải cảm thấy cực kỳ hả giận, bèn lớn tiếng cười to. Hừ, một thằng vô dụng chỉ biết né tránh thôi, thật sự tưởng cao thủ số một của nhà họ Ninh tôi sẽ bị đánh bại dễ dàng thế chắc. Ninh Chí Viễn cười lạnh, ông cứ chờ coi, một khi thằng danh đó bị Liễu Thanh đánh trúng, nó chỉ còn một con đường chết. Ngay cả vạt áo cậu Thanh cũng chẳng chạm vào nổi, lại còn dám lớn lối như vậy. Đúng là ngoài Ninh Chí Viễn cậu, tìm không ra người thứ hai. Quan Chính Sơn châm chọc nói. Giữa bao người có mặt ở đây, chỉ có người của nhà họ Trần và nhà họ Quan là biết rõ nhất thực lực của Dương Thanh mạnh cỡ nào. Tô San đã từng được Dương Thanh cứu vài lần, cũng chỉ biết anh rất lợi hại, nhưng vẫn chưa biết anh lợi hại đến cỡ này. Lúc này, trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô ta lấp lánh những tia sáng lạ thường. San San, bằng bất cứ giá nào. Con cũng phải tìm cách lọt vào mắt xanh của cậu Thanh. Tô Thành Vũ siết chặt nắm tay, kích động nói, chỉ cần có thể duy trì quan hệ tốt đẹp thì chắc chắn bố có thể được chứng kiến thời khắc vinh quang tột cùng của nhà họ Tô ta trong lúc còn sống. Ông ta biết gia tộc Vũ Văn coi trọng Dương Thanh cỡ nào, nếu không phải vì ông ta còn e ngại những tranh chấp bè phái trong nội bộ gia tộc Vũ Văn thì sao ông ta lại lựa chọn lùi bước trong lần Dương Thanh tới nhà họ Mạnh trước đó chứ? Lúc này, thấy thực lực của Dương Thanh mạnh đến thế, ông ta bỗng bắt đầu hiểu được vì sao nhà họ Vũ Văn lại muốn Dương Thanh trở về lãnh đạo gia tộc. Hàn Khiếu Thiên lúc này cũng hết sức kích động, nhưng không phải vì sự mạnh mẽ của Dương Thanh mà là vì ông cụ có thể cảm nhận được một cảm giác quen thuộc mãnh liệt từ trên người Dương Thanh. Mặc dù đang né tránh nhưng những chiêu thức né đòn mà Dương Thanh sử dụng lại hoàn toàn xuất phát từ thân pháp né đòn của biên giới phía Bắc. Mọi chiến sĩ ở biên giới phía Bắc khi vừa nhập ngũ đều luyện tập thân pháp né đòn. Thân pháp né đòn mà Dương Thanh đang sử dụng lúc này quả thực đã đạt đến trình độ thượng thừa. Khi còn trẻ, lúc đang làm sĩ quan huấn luyện ở biên giới phía Bắc, Hàn Khiếu Thiên cũng không thể thi triển ra thân pháp né đòn hoàn hảo như Dương Thanh. Cao thủ cỡ này, nếu ở biên giới phía Bắc thì nhất định phải là một người quyền cao chức trọng. Thực lực của Liễu Thanh thế nào, Hàn Khiếu Thiên biết rất rõ. Ngay cả cao thủ mạnh nhất của nhà họ Hàn cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Một cao thủ sở hữu thực lực mạnh mẽ tầm đó mà lại không cách nào đụng tới người Dương Thanh,
Điều này đủ để nói rõ, thực lực của Dương Thanh mạnh cỡ nào. Thằng nhãi, mày chỉ biết né thôi à? Nếu là đàn ông thì hãy đánh chính diện với tao một trận đi. Cứ né tránh thế thì tính gì là đàn ông hả? Liễu Thanh đã thi triển tốc độ cao nhất nhưng vẫn không sao đụng vào người Dương Thanh được, điều này làm ông ta vô cùng phẫn nộ. Theo ông ta thấy, Dương Thanh chỉ có ưu thế là tốc độ nhanh hơn mình mà thôi, nếu đánh trực diện thì chỉ e không đỡ nổi một chiêu. Nếu ông đã một lòng muốn chết thì tôi cho ông toại nguyện. Dương Thanh nhếch mép nở một nụ cười châm biếm. Danh con ngông cuồng, chỉ mình mày mà đòi giết Liễu Thanh này á. Liễu Thanh cười lạnh, ông ta hoàn toàn không tin một thanh niên hơn 20 tuổi lại có năng lực giết chết mình một cách dễ dàng. Nhưng ngay khi ông ta vừa dứt lời, một luồng khí thế khủng khiếp bỗng tràn ra từ trên người Dương Thanh. Sảnh tổ chức hội giao lưu rộng lớn như thế mà đã nhanh chóng bị một luồng hơi lạnh mãnh liệt bao phủ, không ít người bỗng thấy rét buốt, hoảng sợ nhìn về phía Dương Thanh. Mọi người còn đang chìm trong khiếp sợ, bóng dáng Dương Thanh đã đột ngột biến mất. Thịch! Ngay sau đó, một âm thanh va chạm nặng nề vang lên. Thân thể Liễu Thanh nhận một đòn nặng, đột nhiên bay ra hơn 10 mét, ngã bịch xuống chân Ninh Chí Viễn. Mạng sống của Liễu Thanh đã chấm dứt ngay khi Dương Thanh đánh trúng ông ta. Nhìn thi thể rơi bên chân mình, Ninh Chí Viễn run lên bần bật, không sao khống chế nổi. Đây chính là cao thủ số 1 của toàn bộ tỉnh Giang Bình, vậy mà lại bị một gã thanh niên mới hơn 20 tuổi đánh chết chỉ bằng một quyền. Sao có thể như vậy được? Nhưng sự thật đã rành rành trước mắt. Cả hội trường rơi vào tịch mịch, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người thanh niên thờ ơ đứng chắp tay giữa sảnh kia. Vừa rồi tôi cũng đã nói, giết người thì đền mạng. Nếu nhà họ Ninh không muốn cho nhà họ Phùng một đáp án rõ ràng thì để tôi giúp nhà họ Phùng đòi lại. Dương Thanh cất giọng, nhấc chân bước về phía Ninh Thành Vũ, từng bước thật thong thả. Cộp, cộp, cộp. Hội trường tổ chức hội giao lưu rộng lớn là thế nhưng lại lặng ngắt không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi của Dương Thanh vang lên. Ninh Thành Vũ có cảm giác mỗi bước chân của Dương Thanh giống như đang dẫm lên quả tim hắn chứ không phải dẫm lên sàn nhà. Một quái vật vung tay là có thể giết chết cao thủ mạnh nhất của nhà họ Ninh, nay lại muốn giết hắn, vậy chẳng phải quá dễ dàng sao? Chỉ là sắt vụn. Ninh Thành Vũ run lên như cầy sấy, hắn muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện mình không cách nào nhấc chân lên nổi. Thấy Dương Thanh càng lúc càng đến gần mình, cuối cùng Ninh Thành Vũ cũng không chịu nổi áp lực từ Dương Thanh nữa, hắn run lên, ngồi phịch xuống đất. Ngày hôm qua, khi nhìn thấy Dương Thanh ở bãi đỗ xe nhà họ Hàn, hắn còn tưởng Dương Thanh chỉ là một gã nghèo mặt dẹp lái con xe Phantom rách nát mà thôi. Trong tiệc mừng sinh nhật Hàn Phi Phi, hắn nghĩ mọi cách để chà đạp Dương Thanh. Đặc biệt là khi Hàn Phi Phi thổ lộ rằng người cô ta thích chính là Dương Thanh trước mặt tất cả mọi người, hắn lại càng thêm tức tối không sao kiềm chế nổi. Bị đuổi khỏi nhà họ Hàn trước mặt bao người, hắn đã bắt đầu nảy sinh ý định giết Dương Thanh, bèn sai Phùng Nghĩa Cần ra tay. Hắn vốn cho rằng Phùng Nghĩa Cần có thể dễ dàng giết chết Dương Thanh, dẫu sao, bọn họ cũng quen tay làm mấy việc như thế này rồi. Nhưng kết quả Phùng Nghĩa Cần lại bị giết, thi thể anh ta bị nhét vào cốp xe hắn lúc nào chẳng hay, thậm chí còn bị người ta quay lại. Mãi đến khi Dương Thanh ra tay giết chết cao thủ mạnh nhất của nhà họ Ninh ngay trước mặt bao người, hắn mới ý thức được mình đã chọc giận nhân vật khủng bố đến thế nào. Nếu hắn biết Dương Thanh lợi hại cỡ này thì có đánh chết hắn cũng không dám kiếm chuyện với anh. Chỉ tiếc, hối hận thì cũng đã muộn. Mày đừng có quá đáng. Ninh Chí Viễn nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Ông ta chẳng mấy quan tâm đến sự sống chết của Ninh Thành Vũ, đối với ông ta, Liễu Thanh có giá trị cao hơn Ninh Thành Vũ rất nhiều. Nhưng các gia tộc lớn đứng đầu các thành phố của tỉnh Giang Bình đều có mặt ở đây, nếu để con cháu nhà mình bị giết Dương Thanh giết ngay tại đây thì sau này nhà họ Ninh của ông ta còn mặt mũi nào xưng hùng xưng bá ở Giang Bình nữa. Ninh Chí Viễn, ông thật đúng là không biết điều. Cao thủ mạnh nhất của nhà họ Ninh ông cũng đã bị cậu Thanh giết chết trong nháy mắt rồi, ông cho rằng mình có tư cách ngăn cản cậu ấy chắc. Quan Tuyết Tùng châm chọc nói. Trần Hưng Hải cũng đắc ý nói thêm, chỉ là một con lợn ngu ngốc mà thôi, ngay cả việc mình mới chọc vào người nào cũng không biết, lại còn dám hùng hồn nói cậu Thanh quá đáng. Sắc mặt Ninh Chí Viễn đã cực kỳ khó coi, dĩ nhiên ông ta hiểu rõ, lời Quan Tuyết Tùng và Trần Hưng Hải nói rất có lý. Nhưng dù vậy, ông ta cũng không thể khoanh tay trơ mắt nhìn Dương Thanh giết con cháu nhà họ Ninh được.
Tao thừa nhận thực lực của mày rất mạnh, nhưng mày có thể mạnh đến độ tránh được súng đạn sao? Bỗng Ninh Chí Viễn nói, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Ông ta vừa dứt lời, một gã đàn ông trung niên khoác áo gió màu đen đang đứng sau lưng ông ta bỗng rút bàn tay vẫn đặt trong áo ra. Một khẩu súng lục câu xuất hiện trong tay ông ta, họng súng đen ngòm, chĩa thẳng vào đầu Dương Thanh. Tay súng thần, Đinh Tam. Nghe đồn, Đinh Tam nổ súng, bách phát bách trúng. Lần này, chỉ e cậu thanh niên kia không chạy được rồi. Vừa thấy gã trung niên mặc áo gió kia rút súng, cả hội trường ổ lên. Đinh Tam thoạt nhìn chừng 40 tuổi, mặc bộ áo gió dài màu đen, còn đeo chiếc kính gọng vàng. Thật khó có thể hình dung, một tay súng thiện xạ bách phát bách trúng lại là một gã cận thị. Bấy giờ, Đinh Tam bấn cợt nhìn chằm chằm Dương Thanh, lên tiếng, tao khuyên mày chớ có cử động thêm nữa, chỉ cần ông chủ Ninh nói một câu thôi là tao tiễn mày về Tây Thiên luôn đấy. Mày dám à? Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải lập tức nổi giận. Hàn Khiếu Thiên cũng phẫn nộ ra mặt, quát lớn với Ninh Chí Viễn, Ninh Chí Viễn, cậu đang đùa với lửa đấy. Đùa với lửa à? Ninh Chí Viễn châm chọc chỉ vào Dương Thanh, giận dữ quát, kẻ đùa với lửa là nó, không phải tôi. Trước mặt mọi người, nó dám giết người của Ninh Chí Viễn tôi, hiện giờ còn định giết cả con cháu nhà họ Ninh, chẳng lẽ tôi còn phải dương mắt nhìn, mặc cho nó giết? Bất kể kẻ nào, dám khiêu chiến với uy nghiêm của nhà họ Ninh tôi thì chỉ còn một con đường chết. Có tay súng thần Đinh Tam bên cạnh, dường như Ninh Chí Viễn chẳng còn sợ gì. Ông ta vô cùng khiếp sợ khi thấy Dương Thanh giết Liễu Thanh trong một tích tắc, nhưng thế thì đã sao? Ông ta biết, có một số cao thủ đạt đến trình độ đỉnh cao của võ đạo, có thể bộc phát uy lực hủy diệt cực lớn trong nháy mắt, nhưng vẫn không cách nào tránh được vũ khí nóng. Bao nhiêu năm qua, nhà họ Ninh của ông ta có thể vững chân trong danh sách ba gia tộc quyền thế nhất tỉnh Lỵ đều dựa vào Liễu Thanh và Đinh Tam cả. Một là cao thủ võ thuật, một là tay súng siêu hạng. Tuy Liễu Thanh đã chết nhưng ông ta vẫn còn Đinh Tam. So ra, ông ta vẫn coi trọng Đinh Tam hơn. Lúc này Hoàng Trung vẫn thờ ơ ngồi trên vị trí chủ tọa. Mọi việc hôm nay đều nằm trong tầm khống chế của ông ta. Tuy thực lực của Dương Thanh không nằm trong dự liệu của ông ta nhưng cho tới lúc này vẫn chưa cần ông ta phải ra mặt. Đối với ông ta, nhà họ Mạnh đã không còn giá trị lợi dụng, hiện chỉ xem nhà họ Ninh biểu hiện thế nào. Nếu nhà họ Ninh có thể giải quyết vấn đề trước mắt, ông có thể nâng đỡ nhà họ Ninh lên vị trí vương tộc của tỉnh Giang Bình. Nếu nhà họ Ninh cũng thất bại, ông ta không ngại nâng đỡ một gia tộc nhỏ hơn trèo lên vị trí đó. Theo ý ông ta, muốn chế tạo ra một vương tộc của tỉnh Giang Bình quả thật quá dễ dàng. Nhưng trước đó, ông ta cần phải giải quyết mối phiền toái là Dương Thanh đã. Mạnh Hồng Nghiệp cứ thấp thỏm bên cạnh Hoàng Trung, lòng cũng đã bắt đầu oán hận. Giờ đây lão ta đã hoàn toàn đắc tội với Dương Thanh rồi, cho dù Hoàng Trung có lựa chọn vứt bỏ nhà họ Mạnh thì lão cũng chỉ có một con đường để chọn, đó là tiếp tục đi theo nhà họ Hoàng mà thôi. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bóng dáng người thanh niên đứng giữa sảnh kia. Cuối cùng Dương Thanh cũng dừng bước, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Chí Viễn, cho ông một cơ hội tự chuộc tội, nếu ông tự tay giết Ninh Thành Vũ, tôi cho ông một con đường sống. Ha 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 ha. Nghe Dương Thanh nói thế, Ninh Chí Viễn cười như điên. Cười đủ rồi, ông ta mới khinh thường nói, hình như mày nhầm một việc, hiện tại mạng sống của mày đang nằm trong tay tao, một câu của tao là đủ khiến mày chết không có chỗ chôn, vậy mà mày dám đe dọa tao. Tao đã thấy nhiều kẻ cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy kẻ nào cuồng vọng như mày. Dù thực lực của mày có mạnh hơn nữa thì cũng không mạnh hơn được súng đạn đâu nhỉ. Giờ tao cũng chỉ cho mày một đường sống. Quy phục nhà họ Ninh tao, tao có thể cho mày một tương lai sáng sủa. Ninh Chí Viễn ngạo nghễ nói. Đúng là ông ta rất muốn lấy mạng Dương Thanh, nhưng Liễu Thanh vừa bị giết, bên cạnh ông ta còn thiếu một cao thủ võ đạo. Nếu Dương Thanh có thể dễ dàng đánh chết Liễu Thanh như vậy thì đương nhiên thực lực cũng vượt xa Liễu Thanh rồi. Nếu có thể thu phục Dương Thanh, nhà họ Ninh sẽ như hổ thêm cánh. Họng súng lục đen ngòm của Đinh Tam vẫn chĩa thẳng vào đầu Dương Thanh. Sẵn sàng đợi lệnh của Ninh Chí Viễn. Hoàng Trung đang ngồi yên trên ghế, nghe thấy Ninh Chí Viễn nói thế, bất chợt hơi nhíu mày. Ông ta đã nói với Ninh Chí Viễn, nếu nhà họ Mạnh thất bại, nhiệm vụ thống nhất tỉnh Giang Bình và giết chết Dương Thanh sẽ giao lại cho Ninh Chí Viễn. Nhưng vừa rồi, Ninh Chí Viễn lại nói muốn thu nhận Dương Thanh.
Ninh Chí Viễn không phải kẻ ngu, từ lâu ông ta đã hiểu rõ, mình chỉ là một quân cờ trong tay Hoàng Trung, một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nếu đã vậy, vì sao ông ta còn phải nghe theo mọi mệnh lệnh của Hoàng Trung làm gì? Đúng là tám gia tộc của Yến Đô rất mạnh, nhưng khu vực trung tâm của họ lại ở Yến Đô, nếu nhà họ Ninh của ông ta có thể trở thành vương tộc của tỉnh Giang Bình này, thì kể cả là tám gia tộc lớn của Yến Đô, ông ta cũng chẳng cần sợ. Dương Thanh nghe Ninh Chí Viễn nói muốn mình quy phục ông ta thì sắc mặt lộ vẻ cổ quái, muốn tướng quân chiến thần bảo vệ biên giới phía Bắc làm vệ sĩ, thử hỏi khắp Chiêu Châu này, kẻ nào có tư cách ấy. Xem ra, ông vẫn không biết trân trọng cơ hội sống mà tôi tặng cho ông rồi. Dương Thanh lắc đầu, mặt đầy bất đắc dĩ. Nói vậy, có nghĩa là mày từ chối quy phục tao. Ninh Chí Viễn nheo mắt lại, nếu đã thế, thì tao tiễn mày chặng đường cuối này vậy. Lời này chính là mệnh lệnh của ông ta cho Đinh Tam. Đoàng! Một thanh âm chói tai rít lên, vang vọng toàn bộ hội trường, mọi người đều kêu lên kinh hãi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc nổ súng, Đinh Tam lại phát hiện Dương Thanh đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, ông ta lập tức trợn tròn mắt. Sao, sao lại thế được? Danh hiệu tay súng thần của ông ta đâu phải chỉ là hư danh. Bao nhiêu năm qua, số người mất mạng dưới nòng súng của ông ta nhiều vô số, mà trong ổ đạn của ông ta luôn chỉ lắp một viên, đây là sự tự tin và niềm kiêu hãnh của tay súng thần. Ông ta chưa từng bắn trượt, nhưng lúc này, đạn của ông ta lại không tìm thấy mục tiêu. Rõ ràng ông ta đã nhắm chuẩn vào Dương Thanh, nhưng Dương Thanh đã biến mất khỏi tầm mắt ông ta ngay khi ông ta nổ súng. Đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chợt bao phủ toàn thân Đinh Tam, tóc gáy ông ta dựng đứng cả lên. Thứ đồ chơi này với tôi chỉ là sắt vụn mà thôi. Một giọng nói châm chọc bất chợt vang lên sau lưng Đinh Tam. Ai dám nhúng tay vào? Lúc này cả người Đinh Tam cứng ngắc, bàn tay phải cầm súng câu run bẩy bẩy. Mày, sao, sao có thể? Đinh Tam khó khăn xoay người lại thì nhìn thấy Dương Thanh đang híp mắt nhìn mình, khóe miệng còn lộ ra nụ cười trêu ngươi. Không chỉ có Đinh Tam mà mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc khó tin nhìn Dương Thanh. Né đạn, sao có thể? Ngay cả Hoàng Trung vẫn luôn điềm nhiên ngồi ở ghế chủ tọa, lúc này trong con ngươi của ông ta cũng ngập tràn vẻ kinh ngạc. Không phải nhà họ Hoàng không có cao thủ đỡ đạn bằng một tay nhưng đúng là chẳng có cao thủ nào trẻ tuổi như Dương Thanh. Đừng nói là nhà họ Hoàng, cho dù cả Yến Đô này cũng chưa từng nghe nói. Cao thủ cấp bậc này, chỉ cần Dương Thanh đồng ý thì bất kỳ gia tộc nào trong tám gia tộc lớn nhất Yến Đô cũng sẽ kính cẩn đón tiếp. Mạnh Hồng Nghiệp đứng ngồi không yên bên cạnh Hoàng Trung, lúc này lão ta cảm thấy một sự nguy hiểm rợn người đang lan khắp cả cơ thể. Khoảnh khắc lão ta lựa chọn theo nhà họ Hoàng để ép Dương Thanh ra mặt thì giữa nhà họ Mạnh và Dương Thanh chỉ một bên được sống sót. Bây giờ rõ ràng nhà họ Hoàng đã quyết định bỏ rơi nhà họ Mạnh, quay sang nâng đỡ nhà họ Ninh lên ngôi. Cho dù cuối cùng nhà họ Hoàng chiến thắng, thì e là sau này nhà họ Mạnh cũng phải nằm chiếu dưới so với nhà họ Ninh. Mà lúc này bên phía nhà họ Ninh, sắc mặt của Ninh Chí Viễn khó coi như nuốt phải ruồi. Đồ khốn, rốt cuộc mày là quái vật gì? Bàn tay giơ khẩu súng câu của Đinh Tam run lẩy bẩy. Dương Thanh không trả lời mà đột nhiên đi về phía Đinh Tam. Mỗi lần anh bước một bước, trái tim của Đinh Tam như thắt lại một nhịp. Chờ lúc Dương Thanh đi tới trước mặt Đinh Tam, sau lưng Đinh Tam đã ướt đẫm mồ hôi. Ông nghe không hiểu lời tôi nói à? Thứ này chỉ là sắt vụn với tôi thôi. Dương Thanh lạnh lùng nói, huống chi, ông đã sử dụng luôn viên đạn cuối cùng rồi. Anh nói xong liền chộp lấy khẩu câu đen kịt, nặng trịch. Đinh Tam hoàn toàn không có sức chống trả, bị Dương Thanh đoạt mất khẩu câu. Cạch cạch cạch. Trong cơn khiếp sợ của Đinh Tam, khẩu câu bị giã ra từng món như món đồ chơi trong tay Dương Thanh. Mọi người chỉ nhìn thấy một đống linh kiện nằm lộn xộn trên mặt đất. Nhưng Đinh Tam người đứng gần Dương Thanh nhất lại nhìn thấy rất rõ ràng, Dương Thanh không hề tháo cây súng sắt kia theo cách lắp ráp nó. Mà Dương Thanh là dùng sức vặn cong sắt khiến nó biến dạng mới trở thành một đống linh kiện. Nhưng những người khác lại cho rằng chỉ trong nháy mắt Dương Thanh đã một tay tháo xong khẩu súng tinh xảo này. Cậu không phải là người. Cậu là quái vật. Xin cậu đừng giết tôi hứa đời này sẽ không bao giờ sử dụng súng nữa. Mọi việc tôi làm là do nhà họ Ninh sai khiến, đừng giết tôi, xin cậu đừng giết tôi. Phịch một tiếng, Đinh Tam quỳ gối dưới chân Dương Thanh. Liên tục van xin.
Cho đến lúc này ông ta mới biết Dương Thanh lợi hại cỡ nào, cho dù súng của ông ta có lắp đầy đạn cũng không giết được Dương Thanh. Lúc này, ông ta chỉ cần mạng sống. Tôn nghiêm, đạo đức nghề nghiệp, hay lời hứa với nhà họ Ninh, đều không quan trọng bằng mạng sống của mình. Ninh Chí Viễn nơ người, chỗ dựa của ông ta là Liễu Thanh và Đinh Tam. Một người là cao thủ võ đạo, một người là tay súng siêu hạng. Nhưng hôm nay, một người đã bị giết. Một người còn lại thì đang quỳ dưới chân Dương Thanh van xin tha mạng. Việc này chẳng khác nào một cái tát mạnh vào mặt ông ta, đã vậy còn tát trước mặt mọi người. Cho tôi một lý do để không giết ông. Dương Thanh thờ ơ nhìn người đang quỳ dưới chân mình. Đinh Tam bỗng ngẩng đầu, trên trán đã dỉ máu nhưng trên mặt lại lộ vẻ vui mừng, bởi ông ta nhìn thấy được hy vọng sống sót từ lời nói của Dương Thanh. Tài nghệ bắn súng của tôi là vô địch, chỉ cần cậu không giết tôi, sau này tôi sẽ làm vệ sĩ bên cạnh cậu. Đinh Tam vội nói. Dương Thanh khinh thường nói, ông cho rằng tôi cần ông bảo vệ à. Đinh Tam sững sờ, nhớ tới sức mạnh khủng khiếp của Dương Thanh, ông ta vội vàng nói lại, cậu muốn tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Dương Thần mỉm cười, ánh mắt chợt dừng lại trên người Ninh Thành Vũ. Ninh Thành Vũ sợ đến nỗi không biết phải làm gì. Lúc này nhìn thấy Dương Thanh nhìn mình, hắn sợ đến bạt hồn bạt vía. Giết cậu ta! Dương Thanh bỗng nói. Đương nhiên Đinh Tam hiểu Dương Thanh đang nói với mình. Ông ta mừng như điên, Dương Thanh bảo ông ra tay với Ninh Thành Vũ, rõ ràng đây là đường sống dành cho ông ta. Thằng danh, dám xúc phạm cậu Thanh, mày chỉ có nước lấy cái chết để chuộc tội. Trong con người Đinh Tam ngập tràn sát khí. Đinh Tam, mày muốn làm gì? Ninh Chí Viễn thấy Đinh Tam lại lấy ra một cây súng khác, sắc mặt lập tức thay đổi, quát lớn lên. Đinh Tam cười lạnh, ông chủ Ninh, đã đến nước này rồi, ông vẫn còn muốn liều mạng bảo vệ cái thằng bất tài vô dụng kia nữa sao? Cho dù nó có bất tài cỡ nào thì nó cũng là người của nhà họ Ninh tôi. Ninh Chí Viễn giận dữ nói. Là người của nhà họ Ninh thì sao? Ninh Tam dửng dưng nói, sau đó giơ tay lên, miệng súng đen ngòm nhắm thẳng vào ấn đường của Ninh Thành Vũ. Đừng! Ninh Thành Vũ sợ đến thất thần, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Anh Thanh tôi biết sai rồi, tôi không nên đập xe của anh, không nên sai khiến Phùng Nghĩa Cần đi giết anh, không nên khiêu khích anh. Tôi thật sự biết sai rồi, xin anh tha mạng cho tôi đi. Sau này tôi sẽ là một con chó bên cạnh anh bảo tôi cắn người nào thì tôi sẽ cắn người đó. Ninh Thành Vũ vừa dập đầu vừa van xin. Sắc mặt Ninh Chí Viễn đỏ như gà trọi, trong lúc ông ta còn đang nghĩ cách cứu Ninh Thành Vũ thì Ninh Thành Vũ đã quỳ xuống đất xin tha. Cái vả mặt này còn đau gấp trăm lần cảnh tượng Đinh Tam quỳ xuống đất xin tha. Người của các gia tộc khác đứng quanh đều nhìn nhà họ Ninh với ánh mắt đầy ẩn ý. Giết! Dương Thanh bỗng ra lệnh, bằng! Ninh Tam không chút do dự nổ súng, viên đạn nóng rực trúng ngay ấn đường của Ninh Thành Vũ. Vẻ hoảng sợ trên mặt Ninh Thành Vũ trong nháy mắt đông cứng lại, thân thể hắn ngã xuống, nằm trong vũng máu. Hiện trường chìm vào sự im lặng chết chóc. Tay súng thần của nhà họ Ninh vậy mà lại giết chết người của nhà họ Ninh. Cậu Thanh, tôi đã giết thằng danh này theo lời dặn của cậu rồi, cậu còn muốn giết ai nữa? Tôi sẽ giúp cậu, Ninh Tam lấy lòng nhìn Dương Thanh nói. Sắc mặt của đám người của nhà họ Ninh tái xanh, Ninh Tam bắn Ninh Thành Vũ chẳng khác nào vả mạnh vào mặt của bọn họ. Dương Thanh không hề nhìn Ninh Tam, chỉ xoay người trở lại chỗ ngồi của mình, sau đó cầm ấm trà Long Tĩnh Tây Hồ Thượng Hạng lên. Xóc xách, anh rót đầy một ly trà, sau đó đưa lên miệng khẽ hấp một ngụm. Ông chủ Phùng, Ninh Thành Vũ giết chết con trai ông, lại không muốn giải thích với ông. Tôi đã giúp ông đòi lại công bằng rồi, những chuyện còn lại tôi giao hết cho ông xử lý. Dương Thanh hờ hững nhìn Phùng Toàn nói. Vẻ mặt Phùng Toàn phức tạp nhìn Dương Thanh, người đã giết chết cao thủ số 1 của nhà họ Ninh trước mặt mọi người, bây giờ lại ra lệnh cho tay súng thần của nhà họ Ninh giết chết Ninh Thành Vũ. Ông ta khó mà tin một chàng trai trẻ chưa đầy 30 tuổi này lại có thể làm được chuyện mà chẳng ai trong tỉnh Giang Bình rộng lớn này làm được. Không chỉ trong lòng Phùng Toàn có suy nghĩ này mà những thế lực khác cũng có cùng suy nghĩ với ông ta. Ninh Chí Viễn đứng tại chỗ, giận tím mặt, ông ta hận không thể giết chết Dương Thanh. Nhưng ông ta biết, ngay cả cao thủ mạnh nhất nhà họ Ninh cũng đã bị giết thì còn ai trong nhà họ Ninh có thể đối phó với Dương Thanh được chứ? Lúc này Mạnh Hồng Nghiệp cũng cảm thấy cả người bứt rứt.
Một mình Dương Thanh đã có thể xử được nhà họ Ninh, điều này có nghĩa là một mình cậu ta cũng có thể xử luôn nhà họ Mạnh, đúng không? Lão ta lén nhìn Hoàng Trung, chỉ thấy Hoàng Trung vẫn điềm nhiên ngồi đó, chỉ là sâu trong đáy mắt lóe lên mấy phần nghiêm nghị. Lúc này, người đàn ông đứng tuổi mờ nhạt đứng sau lưng Hoàng Trung cũng như gặp phải kẻ địch mạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Thanh. Danh con, có phải cậu quá kiêu ngạo rồi không? Đúng lúc này rốt cuộc Hoàng Trung cũng mở miệng, đôi mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm Dương Thanh. Nếu ông ta còn không ra mặt thì chắc là chuyến đến Giang Bình này phải tay không trở về rồi. Ông là cái thá gì? Từ khi nào chuyện của Giang Bình đến lượt người ngoài như ông xen vào? Dương Thanh cũng đối chọi gay gắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoàng Trung nói. Vươn quá dài. Dương Thanh vừa thốt ra câu này, hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Dương Thanh, đối phương là người thừa kế nhà họ Hoàng đến từ một trong 8 gia tộc lớn của Yến Đô đấy. Thế mà Dương Thanh lại dám hỏi Hoàng Trung là cái thá gì? Đúng là gan to bằng trời mà. Ngay cả Hàn Khiếu Thiên cũng cực kỳ khiếp sợ, nhưng tận sâu trong lòng ông cụ vẫn mơ hồ cảm thấy tràn ngập lòng tin đối với Dương Thanh. Bắt đầu từ giây phút Dương Thanh ra tay, ông cụ đã nhận ra Dương Thanh chính là cao thủ xuất thân từ biên giới phía Bắc. Khi nhìn thấy đòn giết người trong chớp mắt của Dương Thanh đối với cao thủ của nhà họ Ninh, ông cụ đã chắc chắn Dương Thanh có thân phận và địa vị cực cao ở biên giới phía Bắc. Quan trọng là Dương Thanh vẫn còn trẻ mà lại có được thực lực mạnh mẽ như vậy, phóng hết tầm mắt khắp Chiêu Châu này, thử hỏi được mấy người được như vậy. Lúc này trong đầu Hàn Khiếu Thiên bỗng nhớ tới một việc. Nửa năm trước lúc ông cụ đi Yến Đô thăm một chiến hữu cũ quyền cao chức trọng, người kia từng vô tình tiết lộ với ông cụ một tin tức. Đó là tướng quân biên giới phía Bắc lúc đó lại là một anh chàng chưa tới 30 tuổi. Ông cụ vốn dĩ vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng hôm nay nhìn thấy Dương Thanh. Rốt cuộc ông cụ cũng biết Dương Thanh chính là tướng quân biên giới phía Bắc mà chiến hữu cũ kia đã nói. Nghĩ tới đây Hàn Khiếu Thiên bỗng có cảm giác trở lại chiến trường biên giới phía Bắc mấy chục năm trước, nhiệt huyết gần như đã ngủ yên trong cơ thể lại dần dần thức tỉnh, sôi trào. Hoàng Trung ngồi ở ghế chủ tọa, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng đáng sợ, ông ta nhìn chằm chằm Dương Thanh, không hổ là con cháu của gia tộc Vũ Văn, không những to gan lớn mật mà còn vô cùng kiêu căng, ngạo mạn. Lời của Hoàng Trung lập tức gây nên một đợt sóng to gió lớn. Trừ những gia tộc từng có ân oán với Dương Thanh ra, những người khác đều không biết thân phận của Dương Thanh. Giờ phút này Hoàng Trung lại công khai Dương Thanh là người của gia tộc Vũ Văn trước mặt mọi người, lúc này mọi người mới hiểu rõ tại sao Dương Thanh lại không sợ Hoàng Trung, hóa ra anh cũng xuất thân từ một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Dương Thanh không hề giải thích ân oán giữa anh và gia tộc Vũ Văn, cũng không có ý giấu giếm. Anh chỉ lạnh nhạt nói, to gan lớn mật cũng được, kiêu căng ngạo mạn cũng chẳng sao, có tôi ở đây thì số trời đã định là ông phải tay không trở về rồi. Lúc này Dương Thanh cực kỳ mạnh mẽ, cho dù đang đối mặt với người thừa kế nhà họ Hoàng, anh cũng không hề sợ hãi. Thì ra chàng trai này xuất thân từ gia tộc Vũ Văn một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, chả trách có thể khiến cho Trần Hưng Hải và Quan Chính Sơn bỏ qua ý kiến mọi người mà đứng về phía cậu ta. Xem ra hội giao lưu này chỉ là ván cờ của nhà họ Hoàng và gia tộc Vũ Văn, còn chúng ta chỉ là quân cờ. Theo tình hình trước mắt khó có thể nói trước được ai sẽ chiến thắng nhưng có thể xác định một điều đó là Giang Bình sau này một là do họ Hoàng làm chủ, hai là do họ Vũ Văn làm chủ. Sau khi thân phận của Dương Thanh được công khai, rất nhiều người lộ ra vẻ mặt cảm thán, mọi người nhốn nháo hẳn lên. Đối với bọn họ, dù sau này Giang Bình có theo họ nào thì cũng không liên quan gì tới bọn họ. Người chịu ảnh hưởng thật sự chính là mấy gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ kia. Hôm nay tôi không nói những chuyện khác với cậu, chỉ nói đến cái chết của Hoàng An con trai tôi. Hoàng Trung im lặng ngồi đó, bình thản như đang nói chuyện phiếm. Lời Hoàng Trung một lần nữa khiến mọi người có mặt ở đó đều ồ lên. Lúc nghe Hoàng Trung nói đến câu này, trong mắt của Hoàng Mai đang ngồi bên phải Hoàng Trung lóe lên vẻ hoảng sợ nhưng rất nhanh bà ta đã khôi phục bình tĩnh. Dương Thanh cười rửng rưng nói, tôi nghĩ con trai ông chết thế nào hẳn là ông nên rõ ràng nhất mới phải. Dương Thanh vừa nói xong liền trêu tức nhìn Hoàng Mai nói, bà Hoàng, bộ bà không có gì muốn nói sao? Thằng danh, mày giết cháu tao, nhà họ Hoàng nhất định không bỏ qua cho mày đâu. Hoàng Mai nghiến răng nghiến lợi nói, vừa tỏ vẻ đau thương. Xoa hai mắt đỏ hoe, cực kỳ đau lòng nói, Hoàng An,
cháu yên tâm nhất định cô sẽ trả mối thù này cho cháu. Gì chứ, con trai của Hoàng Trung thực sự là bị cậu thanh niên này giết chết. Tên nhãi này cũng quá hống hách rồi ấy nhỉ. Lẽ nào cậu ta không sợ sẽ gây ra chiến tranh giữa hai gia tộc sao? Hội giao lưu hôm nay đúng là hội giao lưu đầy tin sốt dẻo. Mọi người bàn luận sôi nổi, ai nấy đều cực kỳ kinh ngạc. Lúc này, hội giao lưu đã trở thành trận chiến giữa Dương Thanh và Hoàng Trung. Ngay cả ba gia tộc lớn nhất tỉnh Lỵ cũng không có tư cách tham gia. Dương Thanh cười híp mắt nhìn Hoàng Trung, ông tin người đàn bà này. Đó là người nhà họ Hoàng tôi, sao tôi lại không tin? Hoàng Trung nói, ngược lại là cậu đấy, muốn gây xích mích giữa chúng tôi sao? Có tác dụng không? Dương Thanh cười lắc đầu, ông đánh giá mình quá cao rồi đấy. Cậu có ý gì? Hoàng Trung cau mày. Muốn đổ tội cho người khác, sợ gì không tìm được chứng cứ? Dương Thanh cười hờ hững nói, nếu ông khăng khăng đổ thừa cái chết của con trai ông lên đầu tôi, vậy tùy ông. Ông muốn ra chiêu thế nào thì cứ việc, nếu Dương Thanh tôi lùi nửa bước xem như tôi thua. Một cơn gió luồng qua cửa sổ, thổi xuyên qua đại sảnh khiến cả hội trường rộng lớn trở nên lạnh lẽo. Giang Bình vào thu, buổi tối thỉnh thoảng sẽ có gió. Vài chiếc lá ngô đồng khô héo theo gió bay vào đại sảnh. Hoàng Trung từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở đó. Là người thừa kế nhà họ Hoàng, ông ta không phải là kẻ ngu. Đương nhiên ông ta hiểu rõ, Dương Thanh không hề nói dối, cái chết của con trai ông ta rất có khả năng là do Hoàng Mai làm. Nhưng nhiệm vụ chiếm lấy Giang Bình có thể coi là thử thách cuối cùng cho vị trí thừa kế nhà họ Hoàng của ông ta. Một khi thành công, thì thân phận người thừa kế này xem như đã chắc chắn. Nếu thất bại thì đừng nói đến việc củng cố vị trí người thừa kế, mà thậm chí rất có khả năng ông ta sẽ bị mất luôn địa vị bây giờ. Nhà họ Hoàng là một gia tộc máu lạnh vô tình, không bàn tình cảm, chỉ bàn lợi ích. Tôi lại muốn xem thử, tỉnh Giang Bình rộng lớn này có bao nhiêu gia tộc sẽ chọn cậu. Hoàng Trung bỗng nhiên nói, ánh mắt liếc nhìn khắp đại sảnh, lớn tiếng nói, để những gia tộc quyền thế ở tỉnh Giang Bình liên kết tốt hơn, tôi dự định sẽ thành lập liên minh nhà họ Hoàng. Bất kỳ gia tộc nào gia nhập liên minh này đều sẽ được nhà họ Hoàng chúng tôi chia tài nguyên, bao gồm cả việc khai thác thị trường ở Yến Đô. Nếu gia tộc nằm trong liên minh bị những gia tộc khác chèn ép thì liên minh sẽ ra mặt giúp đỡ. Ngoài ra, những nhân tài xuất sắc của các gia tộc đều có tư cách tiến vào nội bộ nhà họ Hoàng ở Yến Đô, có thể tranh giành thêm nhiều lợi ích cho gia tộc của mình. Bây giờ, mọi người có thể lựa chọn được rồi. Giọng nói hùng hồn của Hoàng Trung vang lên như sấm bên tai của mọi người. Mọi người sững sờ, vậy mà Hoàng Trung lại muốn thành lập liên minh nhà họ Hoàng ở tỉnh Giang Bình, đây là muốn thống nhất Giang Bình sao? Mạnh Hồng Nghiệp và Ninh Chí Viễn cũng ngây người. Bọn họ vốn cho rằng Hoàng Trung sẽ lựa chọn một trong hai nhà Mạnh và Ninh, sau đó nâng đỡ nhà đó thành vương tộc của tỉnh Giang Bình. Nhưng bây giờ, rõ ràng Hoàng Trung có ý vứt bỏ nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh, thay vào đó là thành lập liên minh lấy nhà họ Hoàng làm trung tâm. Nói cách khác, một khi liên minh được thành lập thì từ đây về sau tỉnh Giang Bình sẽ do nhà họ Hoàng định đoạt. Thoạt nghe là liên minh nhưng trên thực tế đây chỉ là cái cớ để nhà họ Hoàng thống nhất tỉnh Giang Bình mà thôi. Nhà họ Hồ ở thành phố Sương đồng ý gia nhập liên minh. Nhà họ Mã ở thành phố Sơn Đông đồng ý gia nhập liên minh. Nhà họ Lý ở Cát Châu đồng ý gia nhập liên minh. Hoàng Trung vừa dứt lời 7-8 gia tộc nhao nhao bày tỏ đồng ý gia nhập liên minh. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Mạnh Hồng Nghiệp và Ninh Chí Viễn càng thêm khó coi. Rõ ràng Hoàng Trung không hề suy nghĩ đến việc nâng đỡ bọn họ lên ngôi. Bọn họ chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay Hoàng Trung mà thôi. Mấy gia tộc tỏ thái độ đồng ý gia nhập liên minh này thật ra đã bị nhà họ Hoàng mua chuộc từ lâu rồi. Tỉnh Giang Bình có hơn 20 mấy thành phố, với khoảng 6-70 chục gia tộc giàu có, chỉ trong mấy mươi giây ngắn ngủi mà đã có mười mấy nhà bày tỏ muốn gia nhập liên minh trước mặt mọi người. Hơn nữa, gia tộc gia nhập liên minh còn đang không ngừng tăng lên. Nếu nói nhà họ Hoàng không mua chuộc trước những gia tộc này thì hoàn toàn không có khả năng xảy ra việc thế này. Bây giờ cậu nói cho tôi biết cậu lấy cái gì để đấu với tôi. Hoàng Trung bỗng đứng dậy, vẻ mặt ngạo nghễ, ngập tràn tự tin nhìn Dương Thanh hỏi. Mà lúc này số lượng đồng ý gia nhập liên minh đã tăng lên gần một nửa. Cho dù tất cả các gia tộc ở tỉnh Giang Bình đều đồng ý gia nhập liên minh nhà họ Hoàng thì đã sao? Dương Thanh dửng dưng nói, đối với tôi,
một nắm đấm sẽ giải quyết xong ngay. Dương Thanh đứng chắp tay, một luồng khí thế mạnh mẽ lan tràn từ trên người anh tản ra ngoài. Lời của anh giống như tiếng sét vang lên trong đầu Hoàng Trung. Cánh tay của nhà họ Hoàng hình như vươn quá dài thì phải. Đúng lúc này một giọng nói ngang ngược mà lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đại sảnh hội giao lưu. Tiếp đó một thân hình rắn giỏi dưới sự bảo vệ của mấy người đàn ông vạm vỡ đang cất bước đi vào. Làm gì được tôi? Những người này đều mặc đồng phục võ thuật màu đen. Giữa lưng áo có một chữ võ rất lớn được viết cách điệu rồng bay phượng múa. Người dẫn đầu khoảng chừng 60 tuổi, tóc hoa râm, vẻ mặt nghiêm nghị toát ra khí thế mạnh mẽ uy nghiêm. Sau lưng lão ta là bốn tên đàn ông vạm vỡ khí thế hùng dũng. Là chi hội trưởng chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật, Thạch Giang. Hiệp hội Võ thuật chưa từng nhúng tay vào chuyện của Giang Bình hôm nay lại muốn nhúng tay sao? Nghe nói các chi hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật đều có thực lực cực mạnh, do hội trưởng đích thân lựa chọn. Sự xuất hiện của Thạch Giang gây ra một trận sóng to gió lớn. Dương Thanh nhíu mày, chẳng lẽ Hiệp hội Võ thuật cũng muốn vào cuộc sao? Ánh mắt Hoàng Trung trở nên lạnh lẽo, híp mắt nhìn chằm chằm Thạch Giang ngồi xuống trong sự bảo vệ của bốn cao thủ. Mọi chuyện tôi làm đều thuận theo tự nhiên, Hiệp hội Võ thuật các người muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hoàng sao? Hoàng Trung không hề e sợ, bình tĩnh nói. Hiệp hội Võ thuật rất mạnh, thậm chí thực lực còn vượt trên cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, nhưng đó là thực lực tổng hợp của cả Hiệp hội. Chỉ một chi hội tỉnh Giang Bình bé nhỏ chưa đủ tư cách khiến ông ta sợ hãi. Dù sao ông ta cũng là chủ nhà họ Hoàng tương lai, còn Thạch Giang chỉ là một chi hội trưởng nhỏ nhoi trong rất nhiều chi hội của Hiệp hội Võ thuật. Xét vì địa vị, Thạch Giang kém xa ông ta. Thạch Giang cười lạnh nói, Hiệp hội Võ thuật khinh thường nhúng tay vào ân oán giữa các gia tộc, nhưng nếu người ngoài có ý đồ phá hoại sự cân bằng của tỉnh Giang Bình, đương nhiên chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, chi hội tỉnh Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật vốn là thế lực bản địa của tỉnh. Nhà họ Hoàng các người là cái thá gì cũng đòi nhúng tay vào chuyện của Giang Bình. Thạch Giang vốn là người luyện võ, giọng nói vang dội như sấm rền, vọng khắp căn phòng. Bốn cao thủ lão ta dẫn tới như bốn cột điện khổng lồ đứng sừng sững sau lưng lão ta, nhìn chằm chằm Hoàng Trung. Sắc mặt của người vệ sĩ trung niên sau lưng Hoàng Trung rất nghiêm trọng. Trước đó, Dương Thanh đã gây áp lực rất lớn cho ông ta, bây giờ Hiệp hội Võ thuật cũng vào cuộc, áp lực lại càng tăng thêm. Dương Thanh cũng vui vẻ nhàn hạ, nhà họ Hoàng và Hiệp hội Võ thuật đối đầu, anh trở thành kẻ ngoài cuộc, bình tĩnh ngồi uống trà xem kịch hay. Chi hội trưởng Thạch, ông thực sự muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hoàng chúng tôi sao? Thái độ của Hoàng Trung rất ngạo mạn, đây là cơ hội củng cố địa vị của ông ta ở gia tộc, một khi thất bại sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên dù gặp phải thế lực mạnh mẽ cỡ nào ông ta cũng không được lùi bước. Ở đây, ông ta đang thay mặt cho toàn bộ nhà họ Hoàng. Dù cuối cùng có thể sẽ thua, ông ta cũng không thể thua từ bây giờ. Tôi nói nhà họ Hoàng không có tư cách nhúng tay vào chuyện của Giang Bình, cậu không nghe hiểu tiếng người à? Thạch Giang không thèm nể mặt, giận dữ gào lên. Căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người xung quanh không dám thở mạnh, cả Hoàng Trung và Thạch Giang đều là người bọn họ không thể đắc tội. Không khí trong sảnh lớn tổ chức hội giao lưu cực kỳ ngột ngạt, nhiều người sợ toát mồ hôi. Sắc mặt Hoàng Trung cực kỳ khó coi. Lần này tới tỉnh Giang Bình, ngoại trừ dẫn theo cao thủ bên cạnh trông có vẻ khá lu mờ, đám người còn lại đều là vệ sĩ bình thường. Đám vệ sĩ bình thường đó dư sức đối phó với các gia tộc lớn của tỉnh Giang Bình, nhưng không thể chống lại Hiệp hội Võ thuật. Hiệp hội Võ thuật vốn lấy võ thuật làm chủ, ai có địa vị cao đều sở hữu thực lực mạnh mẽ kinh người. Bây giờ đến cả chi hội trưởng chi hội Giang Bình cũng tới, mấy tên vệ sĩ của Hoàng Trung hoàn toàn không có tác dụng. Mạnh Hồng Nghiệp và Ninh Chí Viễn sớm đã đứng ngồi không yên. Bọn họ cứ tưởng Hoàng Trung muốn nâng đỡ mình trở thành vương tộc của Giang Bình. Đến khi nghe thấy ông ta tuyên bố muốn thành lập liên minh nhà họ Hoàng ở Giang Bình, bọn họ mới biết mình mắc lừa. Dù vậy, bọn họ cũng không dám trở mặt với nhà họ Hoàng ngay lúc này. Nếu chỉ có Hoàng Trung và Dương Thanh đối phó nhau, bọn họ vẫn tin tưởng có thể giữ vững địa vị của chính mình. Nhưng bây giờ Hiệp hội Võ thuật vào cuộc, nhà họ Hoàng muốn chiếm lấy tỉnh Giang Bình chỉ là hy vọng xa vời. Gốc rễ của nhà họ Hoàng không nằm ở Giang Bình, thất bại vẫn còn đường lui.
Nhưng nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh vốn là gia tộc bản địa ở đây, một khi thất bại rất có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Thạch Giang, ông tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Hoàng Trung nổi giận nhìn chằm chằm Thạch Giang. Lão ta chỉ cười lạnh, đúng vậy đấy, cậu làm gì được tôi? Xin rút khỏi liên minh nếu đã như vậy, không còn lời gì để nói nữa. Giọng nói của Hoàng Trung cực kỳ lạnh lẽo. Thạch Giang bật cười khinh thường, nhìn sang bốn phía, bá đạo nói, ai cùng phe với nhà họ Hoàng đều bị coi là kẻ phản bội Giang Bình. Tôi cho các người một phút suy nghĩ xem có muốn gia nhập liên minh nhà họ Hoàng hay không. Hết một phút, nếu vẫn kiên trì đi theo nhà họ Hoàng, gia tộc các người sẽ bị xóa sổ khỏi Giang Bình. Bắt đầu tính giờ. Lời nói của Thạch Giang rất bá đạo, ai theo nhà họ Hoàng sẽ bị coi là phản bội Giang Bình. Với thân phận và địa vị hiện giờ, lão ta quả thực có tư cách làm vậy. Mặt mũi Hoàng Trung méo sạch, gốc rễ nhà họ Hoàng không nằm ở Giang Bình, đấu với hiệp hội võ thuật sẽ rất thiệt thòi. Các gia tộc gia nhập liên minh nhà họ Hoàng trước đó đều run như cầy sấy. Bọn họ không dám đắc tội nhà họ Hoàng. Lại càng không thể đắc tội hiệp hội võ thuật, một phút sắp hết nhưng không một ai dám rời khỏi liên minh. Nhà họ Hồ của thành phố Sương rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Nhà họ Mã của thành phố Đông Sơn rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Nhà họ Lý của Cát Châu rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Vào những giây cuối cùng, rốt cuộc có người đứng ra tuyên bố rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Có người dẫn đầu, 23 gia tộc khác cũng nhao nhao rút lui, sợ chậm trễ sẽ bị hiệp hội võ thuật ghi thù. Mặc dù phần lớn đều đã tuyên bố rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng nhưng vẫn còn 3 gia tộc lựa chọn đi theo nhà họ Hoàng. Đã hết một phút, Thạch Giang đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng ra lệnh, tứ đại kim cương, giết cho tôi. Lão ta vừa dứt lời, bốn gã đàn ông vạm vỡ sau lưng lập tức xông ra. Thạch Giang, ông muốn làm gì? Hoàng Trung giận dữ quát. Cùng lúc đó, các cao thủ của nhà họ Hoàng và gia tộc trong liên minh vội vàng chạy lên bảo vệ chủ nhân. Đối mặt với hơn chục cao thủ của liên minh nhà họ Hoàng, tứ đại kim cương của hiệp hội võ thuật không hề e ngại, thẳng tiến về phía trước. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tứ đại kim cương như đi vào chỗ không người. Chỉ với một cú đấm, đá, mỗi lần đều có một cao thủ trong liên minh bị đánh bay. Sau mấy chục giây ngắn ngủi, hơn chục cao thủ của liên minh nhà họ Hoàng đều ngã xuống. Chỉ còn một người đàn ông trung niên vẫn đứng vững. Người này chính là vệ sĩ vẫn luôn đi theo sau Hoàng Trung. Cảnh tượng này khiến mọi người chấn động. Đây chính là thực lực của cao thủ đến từ Hiệp hội Võ thuật sao? Ngoại trừ vệ sĩ của Hoàng Trung, hơn 10 cao thủ hàng đầu của liên minh đều không đỡ nổi một đòn của tứ đại kim cương. Người của các gia tộc trong liên minh đều run lẩy bẩy. Bịch! Chủ của một gia tộc trong liên minh bỗng quỳ rạp xuống dưới chân Thạch Giang, hoảng sợ nói, nhà họ Đường của Thiên Sa rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Nhà họ Trương của Mễ Tuyền rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Nhà họ Tề của Lâm Hải rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Lúc này chủ của 3 gia tộc kiên trì đi theo nhà họ Hoàng đều quỳ xuống tuyên bố rời khỏi liên minh nhà họ Hoàng ngay trước mặt mọi người. Giờ đây, liên minh nhà họ Hoàng vừa mới được thành lập mấy phút trước chỉ còn lại một mình nhà họ Hoàng, tất cả các gia tộc khác đều đã rút khỏi. Sắc mặt Hoàng Trung tối sầm lại, nắm chặt hai tay, móng tay đâm rách lòng bàn tay nhưng không hề có cảm giác đau. Ông ta là chủ nhân tương lai của nhà họ Hoàng, vậy mà lại bị dồn ép đến mức này. Thạch Giang không thèm nhìn 3 gia tộc cuối cùng rời khỏi liên minh kia, chỉ quát, giết. Ngay sau đó, tứ đại kim cương lập tức lấy mạng chủ của 3 gia tộc kia. Thạch Giang, ông quá đáng rồi đấy. Hoàng Trung nghiến răng nghiến lợi, lửa giận sôi trào. Bao nhiêu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên ông ta chật vật như thế. Lấy mạng của tôi. Trên mặt Hoàng Trung tràn đầy lo lắng, vệ sĩ duy nhất còn sót lại cũng đã bị thương vì trận chiến vừa rồi. Nếu còn tiếp tục đánh, vệ sĩ của ông ta chỉ còn một con đường chết. Thạch Giang lạnh lùng nói, quá đáng. Cậu là người ngoài muốn phá hoại trật tự tỉnh Giang Bình thì không quá đáng sao? Tôi không cần biết nhà họ Hoàng làm gì ở tỉnh khác, nhưng ở nơi có hiệp hội võ thuật, các người cứ thử ôm ý đồ xấu xem. Dắt chó của cậu cút khỏi Giang Bình đi. Khí thế của Thạch Giang rất mạnh mẽ, không thèm coi nhà họ Hoàng ra gì. Với địa vị của hiệp hội võ thuật, lão ta thực sự có tư cách này. Nhà họ Hoàng mau cút khỏi Giang Bình. Đúng lúc này,
Ngụy Thành Châu đột nhiên lên tiếng, nhà họ Hoàng mau cút khỏi Giang Bình. Trần Hưng Hải cũng hô lớn. Bọn họ không ngại đâm nhà họ Hoàng thêm một vố. Hai bên đã hoàn toàn trở mặt, còn gì phải sợ nữa. Nhà họ Hoàng mau cút khỏi Giang Bình. Nhà họ Hoàng mau cút khỏi Giang Bình. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong sảnh đều hô hào, vang vọng khắp cả hội trường. Cả tòa khách sạn Trung Châu như đang bị chấn động. Hoàng Trung nổi giận toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố kìm nén. Có một thế lực không hề thua kém nhà họ Hoàng dẫn đâu, cả Giang Bình đều đồng lòng đoàn kết. Chủ những gia tộc ủng hộ nhà họ Hoàng đều bị giết, còn ai dám về phe nhà họ Hoàng nữa. Mạnh Hồng Nghiệp và Ninh Chí Viễn đều tuyệt vọng. Nhà họ Hoàng đã mất đi khí thế, chỉ e sau này cơ nghiệp của nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh cũng sẽ bị hủy diệt. Được, được lắm. Hoàng Trung nhìn xung quanh, cắn răng nói, tôi sẽ nhớ kỹ mặt của các người. Hy vọng các người đừng hối hận. Dứt lời, ông ta đứng dậy, đột nhiên nhìn sang Dương Thanh rồi nói với Thạch Giang, muốn nhà họ Hoàng rút lui khỏi Giang Bình cũng được. Nhưng tôi muốn mạng của một người. Thạch Giang cười lạnh, cậu tưởng bây giờ cậu còn tư cách đặt điều kiện với tôi sao? Thạch Giang, con run xéo lắm cũng quằn, huống hồ tôi chẳng phải con sâu vô dụng. Nếu còn tiếp tục chèn ép, đánh không lại thì cùng chết chùm, Hoàng Trung híp mắt nói. Thạch Giang cau mày, không nói thêm gì nữa. Hiện giờ Hiệp hội Võ thuật đang chiếm ưu thế nhưng vệ sĩ của Hoàng Trung cũng rất mạnh. Vừa nãy, tứ đại kim cương liên thủ cũng không giết nổi, chỉ khiến đối phương bị thương chút ít. Nếu thực sự phải liều mạng, chỉ sợ vệ sĩ của Hoàng Trung có thể khiến Hiệp hội Võ thuật tổn thất mấy cao thủ. Cậu muốn mạng của ai? Thạch Giang lên tiếng hỏi. Rõ ràng lão ta đã tỏ thái độ đồng ý yêu cầu của Hoàng Trung. Hoàng Trung nhìn chằm chằm Dương Thanh, thằng oát, mau cút ra đây chịu chết đi. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh. Mọi người mới nhớ lại, trước khi Hiệp hội Võ thuật xuất hiện, Hoàng Trung vẫn luôn nhắm vào Dương Thanh. Lúc này, Dương Thanh đang bình tĩnh ngồi đó, tay còn cầm một chén trà bằng sứ màu trắng. Hoàng Trung, cậu thật sự cho rằng Giang Bình này là chốn không người à? Dương Thanh chưa kịp lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng khác đã vang lên. Giết người đền mạng, Dương Thanh giết con trai tôi, hôm nay cậu ta nhất định phải chết. Hoàng Trung nói, nhà họ Hàn các người chưa đủ tư cách nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hoàng đâu. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, vung tay ra lệnh, bảo vệ cậu Thanh. Nghe vậy, mấy chục vệ sĩ được đào tạo bài bản đồng loạt chạy lên chắn trước người Dương Thanh. Hàn Khiếu Thiên, ông dám, Hoàng Trung cả giận nói. Hiệp hội võ thuật ép ông ta cúi đầu đã đành, đến cả nhà họ Hàn cũng dám ra mặt chống đối, Hoàng Trung thực sự rất tức giận. Ở Giang Bình không có chuyện gì tôi không dám làm. Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nói, cậu Thanh là khách quý của nhà họ Hàn chúng tôi. Ai dám động vào cậu ấy chính là kẻ thù của nhà họ Hàn. Sau khi đoán ra được Dương Thanh là tướng quân của biên giới phía Bắc, Hàn Khiếu Thiên bắt đầu kính sợ anh. Ở biên giới phía Bắc, tướng quân chính là thần trong lòng mọi người, uy nghiêm của thần không thể khinh nhờn. Dù Hàn Khiếu Thiên đã rời đi từ lâu nhưng ông cụ vẫn luôn coi mình là người của biên giới phía Bắc. Giang Bình không phải nơi để cậu diễu võ dương oai. Kẻ nào dám động đến cậu Thanh đều là kẻ địch của nhà họ Quan. Mau dẫn người của cậu cút đi. Ngay sau đó, Quan Chính Sơn cũng đứng dậy, không chút e sợ nói. Hoàng Trung xa sầm mặt. Nhà họ Hàn và nhà họ Quan đều lần lượt đứng ra đuổi mình ngay trước mặt mọi người. Đúng là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời ông ta. Ai dám động đến cậu Thanh sẽ là kẻ địch của nhà họ Trần. Nhà họ Hoàng mau cút khỏi Giang Bình. Trần Hưng Hải cũng đại diện Châu Thành bày tỏ thái độ, giọng nói vang dội như sấm rền. Ai dám động đến cậu Thanh sẽ là kẻ địch của nhà họ Tô. Nhà họ Hoàng hãy cút khỏi Giang Bình. Tô Thành Vũ cũng thay mặt nhà họ Tô trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải lên tiếng. Người của các gia tộc còn lại đều hóa đá tại chỗ. Khiếp sợ nhìn chàng trai trẻ vẫn bình thản ngồi cầm ly trà sứ màu trắng. Chủ của bốn gia tộc lớn liên tiếp gọi anh là cậu Thanh, còn vì anh lên tiếng đuổi người của nhà họ Hoàng đi. Hoàng Trung là chủ nhân tương lai của nhà họ Hoàng, một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, thân phận cao quý tới mức nào. Đừng nói là ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ, dù là các gia tộc ở Yến Đô cũng không dám nói với người nhà họ Hoàng những lời như vậy. Huống chi người bị đuổi còn là người thừa kế chiếc ghế chủ gia tộc họ Hoàng. Chàng trai trẻ này thực sự chỉ đơn giản là con cháu của gia tộc Vũ Văn thôi sao? Ánh mắt của Thạch Giang,
chi hội trưởng chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật cũng trở nên nghiêm trọng. Một người trẻ tuổi có thể khiến chủ của bốn gia tộc lớn quát mắng Hoàng Trung trước mặt mọi người để bảo vệ thì không thể là một kẻ tầm thường. Không khí trong sảnh trở nên ngột ngạt khiến mọi người cảm thấy khó thở. Hoàng Trung không biết phải làm gì, đi cũng không phải, bảo vệ sĩ ra tay cũng không phải. Đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất đời ông ta, còn Dương Thanh vẫn ngồi đó ung dung uống trà, dường như tất cả đều không liên quan đến mình. Nhàn nhã ngắm nhìn áng mây bay, nài còn ngơ ngác theo mây tới, sống một đời không màng vật chất, thảnh thơi uống trà ngắm núi sông. Dương Thanh khẽ nhấp một ngụm trà Long Tỉnh Tây Hồ hảo hạng, hài lòng nói, trà rất ngon, nhưng hiện giờ không phải lúc để uống trà, mà là anh uống cạn sạch trà trong ly, chậm rãi phun ra hai chữ, giết người. Anh vừa dứt lời, một trận gió lớn nổi lên ngoài cửa, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống. Vệ sĩ bên cạnh Hoàng Trung cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, nhấc chân bảo vệ Hoàng Trung ở sau lưng theo bản năng. Thạch Giang của Hiệp hội Võ thuật cũng không khỏi run rẩy, ánh mắt nhìn Dương Thanh tràn ngập kinh hãi. Có lẽ người thường sẽ chỉ cảm thấy thời tiết thay đổi thất thường. Nhưng những cao thủ như vệ sĩ của Hoàng Trung và Thạch Giang lại cảm giác được luồng sát khí kinh người. Ông nói muốn lấy mạng của tôi sao? Dương Thanh nghiền ngẫm nhìn Hoàng Trung, giễu cợt hỏi. Không chết không ngừng. Dương Thanh chất vấn Hoàng Trung khiến mọi người xung quanh không dám tin vào mắt mình. Căn phòng rộng lớn lặng ngắt như tờ. Ai cũng cảm nhận được lửa giận ngút trời của Hoàng Trung. Con trai tôi chết trong tay cậu, bây giờ tôi bắt cậu đền mạng có gì sai? Hoàng Trung có cảm giác như đâm lao phải theo lao. Rõ ràng ông ta sắp chiếm được tỉnh Giang Bình về tay, nào ngờ trong giờ phút quan trọng Hiệp hội Võ thuật lại xuất hiện cản trở. Đối với thế lực không hề thua kém nhà họ Hoàng này, ông ta chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Nhưng một thằng con rơi của gia tộc Vũ Văn vẫn chưa đủ tư cách khiến ông ta e ngại. Vậy mà giờ đây ông ta lại cảm thấy sát khí mãnh liệt tỏa ra từ trên người Dương Thanh. Chắc hẳn ông phải biết rõ con trai mình bị ai giết rồi chứ. Dương Thanh cười nhạt một tiếng, muốn vụ oan cho tôi, ông có chắc hứng chịu nổi cơn giận của tôi không? Thằng Danh, đừng kiêu căng quá. Cháu tao Hoàng An bị mày giết, tao và ông chủ Mạnh đều biết rõ. Mày thực sự cho rằng nói hưu nói vượn là có thể che giấu tội của mình sao? Hoàng Mai cũng đứng ngồi không yên, sợ bị lộ tẩy nên vội vàng gào thét. Dương Thanh híp mắt hỏi, bà nói bà và Mạnh Hồng Nghiệp đều biết tôi giết anh ta. Vậy tôi muốn hỏi tại sao tôi phải giết anh ta? Tôi giết anh ta thế nào? Không sai, tao và ông chủ Mạnh đều biết mày giết Hoàng An. Hoàng Mai cả giận nói, mày dùng súng bắn chết nó. Cô Hoàng nói không sai, chúng tôi đều biết cậu là hung thủ giết chết cậu An. Lý do cậu muốn giết cậu An là vì anh em tốt của cậu Mã Siêu cướp vợ chưa cưới của cậu An, xảy ra xích mích với cậu An. Cô Hoàng phái đại sư Đàm đi theo cậu An tìm anh em tốt của cậu báo thù, kết quả hai người họ đều bị các cậu đặt bẫy bắn chết. Mạnh Hồng Nghiệp cắn răng, vội vàng đứng dậy nói. Nhà họ Hoàng đã mất ưu thế. Một khi Hoàng Trung rời đi, nhà họ Mạnh sẽ bị tất cả các gia tộc ở tỉnh Giang Bình nhằm vào. Đến lúc đó, rất có thể nhà họ Mạnh sẽ bị xóa sổ chỉ trong một đêm. Nếu bây giờ có thể giúp nhà họ Hoàng hạ bệ Dương Thanh, nói không chừng nhà họ Hoàng sẽ nể tình lão ta lập công mà cho nhà họ Mạnh một con đường sống. Thế nhưng lão ta không hề hay biết, trong lúc bối rối lão ta chẳng giúp được gì cho nhà họ Hoàng, ngược lại còn gây rắc rối lớn cho họ. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Mạnh Hồng Nghiệp, nghe ông nói vậy, chắc là ông có chứng cứ, tận mắt thấy tôi bắn chết Hoàng An. Đương nhiên tôi có chứng cứ. Mạnh Hồng Nghiệp vô thức đáp lại, trên đoạn đường đại sư Đàm và cậu An bị giết có camera giám sát. Tôi và cô Hoàng đều dựa vào video giám sát mới biết cậu An chết thế nào. Ồ, còn có cả camera giám sát sao? Hay là mở video cho mọi người cùng xem rốt cuộc cậu An trong miệng ông bị ai giết? Dương Thanh cười híp mắt nói. Mạnh Hồng Nghiệp đã nghĩ kỹ cách ứng phó, cả giận nói, cậu đã cướp video đi, bây giờ lại bảo tôi mở video cho mọi người xem, cậu cố ý làm khó tôi đấy à? Dương Thanh cười đáp, nếu đã nói tôi cướp video, đương nhiên tôi không thể để các người thất vọng, đúng không? Dứt lời, anh nói tiếp, ông chủ Mạnh muốn xem chứng cứ thì cứ để ông ta xem. Nghe vậy, Mạnh Hồng Nghiệp và Hoàng Mai đưa mắt nhìn nhau. Bỗng cảm thấy hoang mang. Bọn họ biết rõ cái chết của Hoàng An chẳng hề liên quan đến Dương Thanh.
nhưng bây giờ Dương Thanh lại thừa nhận mình nắm giữ video chứng cứ trước mặt mọi người. Còn nói cho họ xem. Bọn họ nhanh chóng hiểu ra. Soạt. Ánh đèn trong sảnh bỗng nhiên tắt ngúm, màn hình chiếu cỡ lớn phía trước bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, ba bóng người rõ ràng được chiếu lên. Cảm ơn cô ạ. Đầu video là cảnh tượng Hoàng An cảm ơn Hoàng Mai. Đúng lúc này, trong tay Hoàng Mai đột nhiên xuất hiện một khẩu súng ngắn tinh xảo, nhắm thẳng vào giữa trán Hoàng An. Đoàng! Tiếng súng vang lên, vẻ mặt Hoàng An cứng đờ. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, Hoàng An chưa kịp phản ứng lại đã ngã xuống vũng máu. Cô làm gì vậy? Giọng nói của Mạnh Hồng Nghiệp vang lên. Chỉ khi Hoàng An chết, nhà họ Hoàng mới chịu phái ra cao thủ mạnh hơn. Lần này Dương Thanh chắc chắn sẽ phải chết. Hoàng An bị Dương Thanh giết, hiểu chưa? Mạnh Hồng Nghiệp gật đầu lia lịa, cậu An phát hiện vợ chưa cưới của mình bị cướp nên dẫn đại sư Đàm đi trả thù, kết quả cả hai đều bỏ mạng. Video chỉ có một phút ngắn ngủi, nhưng quá trình Hoàng An bị giết vô cùng rõ ràng. Hoàng Mai và Mạnh Hồng Nghiệp run lẩy bẩy. Hoàng Trung đã đoán được cái chết của Hoàng An liên quan đến Hoàng Mai nhưng không ngờ bà ta chính là hung thủ. Lúc này, khuôn mặt Hoàng Trung tràn đầy tức giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoàng Mai, đây là chứng cứ cô nói sao? Bịch! Toàn thân Hoàng Mai mềm nhũn, không chịu nổi áp lực từ Hoàng Trung, quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu xin, anh họ, em không bằng cầm thú, em là súc sinh. Em biết sai rồi, xin anh tha thứ cho em với. Mạnh Hồng Nghiệp cũng quỳ theo, đau khổ cầu khẩn, cậu Trung, tất cả đều không liên quan đến tôi. Cô Hoàng ép tối giấu giếm sự thật. Mọi người đều cảm thấy thích thú, vốn tưởng trước đó đã đủ đặc sắc, nào ngờ kịch hay còn ở phía sau. Nhưng đây là việc riêng của nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc hàng đầu Yến Đô, bọn họ không dám nhúng tay vào, chỉ có thể đứng xem. Hoàng Trung nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập sát khí. Mặc dù Hoàng An là con trai ông ta nhưng chết rồi thì thôi, không phải ông ta không tiếp nhận nổi. Sinh ra trong gia tộc đứng đầu Yến Đô, không được có tình thân, chỉ có quyền lực và lợi ích. Nếu hy sinh một đứa con trai có thể đổi lấy quyền lực to lớn, ông ta sẽ không hề do dự. Thế nhưng cái chết của Hoàng An không giúp được gì cho ông ta, ngược lại còn khiến ông ta trở thành trò cười của tỉnh Giang Bình. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ bị truyền tới Yến Đô. Toàn bộ nhà họ Hoàng cũng sẽ bị mất mặt theo. Giết! Hoàng Trung đột nhiên ra lệnh. Vệ sĩ duy nhất bên cạnh ông ta bước ra, không chút nương tay. Quỳnh! Tiếng va chạm thật lớn vang lên. Ông ta đạp thẳng vào huyệt thái dương của Mạnh Hồng Nghiệp khiến lão ta lập tức chết tươi. Sau đó, ông ta lại tới gần Hoàng Mai. Anh họ, em biết sai rồi. Xin anh cho em một cơ hội, xin đừng giết em, Quỳnh. Hoàng Mai chưa nói hết câu. Vệ sĩ đã giơ chân lên. Giống hệt Mạnh Hồng Nghiệp, Hoàng Mai cũng bị đạp vào huyệt thái dương đi đời nhà ma. Căn phòng chìm vào trong sự im lặng chết chóc. Ai cũng kinh hãi trong lòng. Dương Thanh, tôi nhớ kỹ cậu rồi. Hoàng Trung đột nhiên nhìn sang Dương Thanh, lạnh lùng nói. Dứt lời, ông ta quay lưng rời đi. Tôi cho phép ông đi chưa? Hoàng Trung mới đi được vài bước, chợt nghe thấy một câu nói cực kỳ bá đạo. Ông ta lập tức dừng bước, quay lại nhìn chàng trai trẻ tuổi ngông cuồng kia, cậu muốn đấu với tôi không chết không ngừng sao? Chiến thần mạnh mẽ. Dương Thanh chất vấn Hoàng Trung khiến mọi người xung quanh không dám tin vào mắt mình. Căn phòng rộng lớn lặng ngắt như tờ. Ai cũng cảm nhận được lửa giận ngút trời của Hoàng Trung. Con trai tôi chết trong tay cậu, bây giờ tôi bắt cậu đền mạng có gì sai? Hoàng Trung có cảm giác như đâm lao phải theo lao. Rõ ràng ông ta sắp chiếm được tỉnh Giang Bình về tay, nào ngờ trong giờ phút quan trọng hiệp hội võ thuật lại xuất hiện cản trở. Đối với thế lực không hề thua kém nhà họ Hoàng này, ông ta chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Nhưng một thằng con rơi của gia tộc Vũ Văn vẫn chưa đủ tư cách khiến ông ta e ngại. Vậy mà giờ đây ông ta lại cảm thấy sát khí mãnh liệt tỏa ra từ trên người Dương Thanh. Chắc hẳn ông phải biết rõ con trai mình bị ai giết rồi chứ. Dương Thanh cười nhạt một tiếng, muốn vụ oan cho tôi, ông có chắc hứng chịu nổi cơn giận của tôi không? Thằng Danh, đừng kiêu căng quá. Cháu tao Hoàng An bị mày giết, tao và ông chủ Mạnh đều biết rõ. Mày thực sự cho rằng nói hưu nói vượn là có thể che giấu tội của mình sao? Hoàng Mai cũng đứng ngồi không yên, sợ bị lộ tẩy nên vội vàng gào thét.
Dương Thanh híp mắt hỏi, bà nói bà và Mạnh Hồng Nghiệp đều biết tôi giết anh ta. Vậy tôi muốn hỏi tại sao tôi phải giết anh ta? Tôi giết anh ta thế nào? Không sai, tao và ông chủ Mạnh đều biết mày giết Hoàng An. Hoàng Mai cả giận nói, mày dùng súng bắn chết nó. Cô Hoàng nói không sai, chúng tôi đều biết cậu là hung thủ giết chết cậu An. Lý do cậu muốn giết cậu An là vì anh em tốt của cậu Mã Siêu cướp vợ chưa cưới của cậu An, xảy ra xích mích với cậu An. Cô Hoàng phái đại sư Đàm đi theo cậu An tìm anh em tốt của cậu báo thù, kết quả hai người họ đều bị các cậu đặt bẫy bắn chết. Mạnh Hồng Nghiệp cắn răng, vội vàng đứng dậy nói. Nhà họ Hoàng đã mất ưu thế, một khi Hoàng Trung rời đi, nhà họ Mạnh sẽ bị tất cả các gia tộc ở tỉnh Giang Bình nhằm vào. Đến lúc đó, rất có thể nhà họ Mạnh sẽ bị xóa sổ chỉ trong một đêm. Nếu bây giờ có thể giúp nhà họ Hoàng hạ bệ Dương Thanh, nói không chừng nhà họ Hoàng sẽ nể tình lão ta lập công mà cho nhà họ Mạnh một con đường sống. Thế nhưng lão ta không hề hay biết, trong lúc bối rối lão ta chẳng giúp được gì cho nhà họ Hoàng, ngược lại còn gây rắc rối lớn cho họ. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Mạnh Hồng Nghiệp, nghe ông nói vậy, chắc là ông có chứng cứ, tận mắt thấy tôi bắn chết Hoàng An. Đương nhiên tôi có chứng cứ. Mạnh Hồng Nghiệp vô thức đáp lại, trên đoạn đường đại sư Đàm và cậu An bị giết có camera giám sát. Tôi và cô Hoàng đều dựa vào video giám sát mới biết cậu An chết thế nào. Ồ, còn có cả camera giám sát sao? Hay là mở video cho mọi người cùng xem rốt cuộc cậu An trong miệng ông bị ai giết? Dương Thanh cười híp mắt nói. Mạnh Hồng Nghiệp đã nghĩ kỹ cách ứng phó, cả giận nói, cậu đã cướp video đi. Bây giờ lại bảo tôi mở video cho mọi người xem, cậu cố ý làm khó tôi đấy à? Dương Thanh cười đáp, nếu đã nói tôi cướp video, đương nhiên tôi không thể để các người thất vọng, đúng không? Dứt lời, anh nói tiếp, ông chủ Mạnh muốn xem chứng cứ thì cứ để ông ta xem. Nghe vậy, Mạnh Hồng Nghiệp và Hoàng Mai đưa mắt nhìn nhau, bỗng cảm thấy hoang mang. Bọn họ biết rõ cái chết của Hoàng An chẳng hề liên quan đến Dương Thanh. Nhưng bây giờ Dương Thanh lại thừa nhận mình nắm giữ video chứng cứ trước mặt mọi người. Còn nói cho họ xem. Bọn họ nhanh chóng hiểu ra. Soạt. Ánh đèn trong sảnh bỗng nhiên tắt ngúm, màn hình chiếu cỡ lớn phía trước bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, ba bóng người rõ ràng được chiếu lên. Cảm ơn cô ạ. Đầu video là cảnh tượng Hoàng An cảm ơn Hoàng Mai. Đúng lúc này. Trong tay Hoàng Mai đột nhiên xuất hiện một khẩu súng ngắn tinh xảo, nhắm thẳng vào giữa trán Hoàng An. Đoàng! Tiếng súng vang lên, vẻ mặt Hoàng An cứng đờ. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, Hoàng An chưa kịp phản ứng lại đã ngã xuống vũng máu. Cô làm gì vậy? Giọng nói của Mạnh Hồng Nghiệp vang lên. Chỉ khi Hoàng An chết, nhà họ Hoàng mới chịu phái ra cao thủ mạnh hơn. Lần này Dương Thanh chắc chắn sẽ phải chết. Hoàng An bị Dương Thanh giết, hiểu chưa? Mạnh Hồng Nghiệp gật đầu lia lịa, cậu An phát hiện vợ chưa cưới của mình bị cướp nên dẫn đại sư Đàm đi trả thù, kết quả cả hai đều bỏ mạng. Video chỉ có một phút ngắn ngủi, nhưng quá trình Hoàng An bị giết vô cùng rõ ràng. Hoàng Mai và Mạnh Hồng Nghiệp run lẩy bẩy. Hoàng Trung đã đoán được cái chết của Hoàng An liên quan đến Hoàng Mai nhưng không ngờ bà ta chính là hung thủ. Lúc này, khuôn mặt Hoàng Trung tràn đầy tức giận. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoàng Mai, đây là chứng cứ cô nói sao? Bịch! Toàn thân Hoàng Mai mềm nhũn, không chịu nổi áp lực từ Hoàng Trung, quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu xin, anh họ, em không bằng cầm thú, em là súc sinh. Em biết sai rồi, xin anh tha thứ cho em với. Mạnh Hồng Nghiệp cũng quỳ theo, đau khổ cầu khẩn, cậu Trung, tất cả đều không liên quan đến tôi. Cô Hoàng ép tối giấu giếm sự thật. Mọi người đều cảm thấy thích thú. Vốn tưởng trước đó đã đủ đặc sắc, nào ngờ kịch hay còn ở phía sau. Nhưng đây là việc riêng của nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc hàng đầu Yến Đô, bọn họ không dám nhúng tay vào, chỉ có thể đứng xem. Hoàng Trung nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập sát khí. Mặc dù Hoàng An là con trai ông ta nhưng chết rồi thì thôi, không phải ông ta không tiếp nhận nổi. Sinh ra trong gia tộc đứng đầu Yến Đô, không được có tình thân, chỉ có quyền lực và lợi ích. Nếu hy sinh một đứa con trai có thể đổi lấy quyền lực to lớn, ông ta sẽ không hề do dự. Thế nhưng cái chết của Hoàng An không giúp được gì cho ông ta, ngược lại còn khiến ông ta trở thành trò cười của tỉnh Giang Bình. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ bị truyền tới Yến Đô. Toàn bộ nhà họ Hoàng cũng sẽ bị mất mặt theo. Giết!
Hoàng Trung đột nhiên ra lệnh. Vệ sĩ duy nhất bên cạnh ông ta bước ra, không chút nương tay. Uỳnh! Tiếng va chạm thật lớn vang lên. Ông ta đạp thẳng vào huyệt thái dương của Mạnh Hồng Nghiệp khiến lão ta lập tức chết tươi. Sau đó, ông ta lại tới gần Hoàng Mai. Anh họ, em biết sai rồi. Xin anh cho em một cơ hội, xin đừng giết em, Uỳnh. Hoàng Mai chưa nói hết câu, vệ sĩ đã giơ chân lên. Giống hệt Mạnh Hồng Nghiệp, Hoàng Mai cũng bị đạp vào huyệt thái dương đi đời nhà ma. Căn phòng chìm vào trong sự im lặng chết chóc. Ai cũng kinh hãi trong lòng. Dương Thanh, tôi nhớ kỹ cậu rồi. Hoàng Trung đột nhiên nhìn sang Dương Thanh, lạnh lùng nói. Dứt lời, ông ta quay lưng rời đi. Tôi cho phép ông đi chưa? Hoàng Trung mới đi được vài bước, chợt nghe thấy một câu nói cực kỳ bá đạo. Ông ta lập tức dừng bước, quay lại nhìn chàng trai trẻ tuổi ngông cuồng kia, cậu muốn đấu với tôi không chết không ngừng sao? Tất cả đều kết thúc. Bả vai của Hoàng Trung bị năm ngón tay của Dương Thanh chọc thủng, cơn đau tê liệt khiến ông ta gần như hôn mê. Tiếng rên rỉ vang vọng cả căn phòng, kích thích mỗi tế bào thần kinh của tất cả người có mặt tại đây. Rất nhiều người đều thầm nghĩ trong đầu, người đang bị ấn quỳ trên mặt đất thực sự là người thừa kế nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô sao. Dương Thanh cúi đầu nhìn Hoàng Trung, đôi mắt đen tuyền chỉ có sự lạnh lẽo đến từ địa ngục. Trong vòng 10 giây không xin lỗi sẽ phải chết, bỗng Dương Thanh lên tiếng khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Trung cảm thấy cả linh hồn và cơ thể của mình đều đang run rẩy kịch liệt. Ông ta là chủ nhân tương lai của nhà họ Hoàng lại bị ép quỳ trước mặt mọi người nói xin lỗi. Nếu gia tộc biết được, ông ta sẽ lập tức bị mất quyền thừa kế. Bất kỳ gia tộc nào cũng không thể tha thứ cho chuyện làm tổn hại danh dự của gia tộc như vậy. Hoàng Trung không dám nghi ngờ. Nếu ông ta không chịu xin lỗi Dương Thanh thực sự sẽ lấy mạng ông ta. Khi 10 giây sắp hết, rốt cuộc Hoàng Trung cũng chịu thỏa hiệp, cúi đầu dưới chân Dương Thanh, cắn răng nói, xin lỗi, tôi không nên đổ oan cho cậu khi chưa biết rõ chân tướng, lại càng không nên có ý định giết cậu. Xin cậu hãy tha thứ cho tôi, Uỳnh. Tất cả người trong sảnh đều hóa đá tập thể. Không ngờ Hoàng Trung lại xin lỗi thật, mặc dù ông ta bị Dương Thanh ép quỳ xuống. Không cách nào chống đỡ nổi. Nhưng xin lỗi là do ông ta tự nói ra. Một người đàn ông trung niên mai đây sẽ nắm giữ quyền lực đỉnh cao ở Yến Đô, thân phận cao quý tới mức nào. Vậy mà giờ đây lại quỳ dưới chân một người mới hơn 20 tuổi, xin lỗi cầu xin tha thứ. Ánh mắt mọi người nhìn Dương Thanh đã không còn như trước, dù là Thạch Giang cũng không khỏi kinh hãi. Hai mắt lão ta đột nhiên trở nên nóng bỏng. Nếu lão ta có thể lôi kéo Dương Thanh gia nhập hiệp hội võ thuật, với thực lực của Dương Thanh, tiền đồ sẽ rất rộng mở. Thậm chí còn có thể tiến vào vị trí trung tâm quyền lực của hiệp hội. Cút đi! Dương Thanh chợt quát lớn. Hoàng Trung cố nén giận, bò lồm cồm dậy chật vật rời đi. Vệ sĩ của ông ta cũng chạy theo. Đứng lại! Vệ sĩ của Hoàng Trung sắp đi tới lối ra, Dương Thanh bỗng nhiên quát. Ông ta hoảng sợ run cầm cập. Nơm nớp lo sợ quay lưng lại. Mang cả thi thể người nhà họ Hoàng các người đi đi. Dương Thanh lạnh lùng nói. Ông ta vội vàng chạy tới vác thi thể của Hoàng Mai đi. Căn phòng tổ chức hội giao lưu rộng lớn im phăng phát, ai cũng nhìn chằm chằm Dương Thanh. Mọi người ở đây đều là người có địa vị trong các gia tộc lớn, hiện giờ không ai dám động tới anh. Đến cả người thừa kế của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng dám ép quỳ xuống cầu xin tha thứ trước mặt mọi người. Huống chi là các thế lực ở tỉnh Giang Bình. Trong 3 gia tộc đứng đầu tỉnh Giang Bình, chủ nhà họ Mạnh Mạnh Hồng Nghiệp vừa mới bị vệ sĩ của Hoàng Trung kết liễu. Ai cũng hiểu được nhà họ Mạnh đã hết thời. Vừa rồi còn có nhà họ Ninh cũng đứng về phe nhà họ Hoàng, hiện giờ Hoàng Trung bị đuổi đi như chó nhà có tang. Chủ nhà họ Ninh Ninh Chí Viễn run rẩy nhìn Dương Thanh. Lúc trước ông ta đã phái cao thủ võ thuật mạnh nhất gia tộc tới giết Dương Thanh, kết quả bị anh giết thẳng tay. Sau đó lại phái tay súng thần Đinh Tam, cuối cùng Đinh Tam đầu hàng Dương Thanh, còn nghe lệnh đi giết Ninh Thành Vũ. Những người còn lại trong nhà họ Ninh cũng đang nơm nớp lo sợ. Không chỉ nhà họ Ninh, những gia tộc từng đi theo nhà họ Hoàng đều vô cùng sợ hãi. Cho ông một phút trăng trối với con cháu. Trong lúc Ninh Chí Viễn đang thấp thỏm lo âu, Dương Thanh bỗng lạnh lùng nói với ông ta. Ninh Chí Viễn chết sững người, Dương Thanh vẫn muốn giết ông ta sao? Bịch! Ninh Chí Viễn quỳ xuống cầu khẩn, cậu Thanh,
tại tôi mắt chó coi thường người khác đắc tội cậu, nhưng đều tại Hoàng Trung ép buộc. Nếu tôi không làm vậy, ông ta sẽ giết tôi. Xin cậu tha chết cho tôi. Đến cả Hoàng Trung cũng phải quỳ xuống cầu xin, ông ta còn do dự cái gì? Còn 20 giây. Dương Thanh thờ ơ nói. Đối với anh, Ninh Chí Viễn chỉ là một con kiến hôi, nhưng muốn giết anh thì sâu kiến cũng phải đền tội. Ninh Chí Viễn hoảng hốt, Dương Thanh vẫn không chịu tha cho ông ta sao? Người nhà họ Ninh đều buồn bã. Hôm nay Dương Thanh mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ nhà họ Ninh sẽ bị diệt vong. Người của các gia tộc từng đi theo nhà họ Hoàng cũng tuyệt vọng. Đây chính là nỗi bất hạnh của gia tộc nhỏ, không thể không chọn phe, nhưng nếu chọn sai sẽ phải trả giá bằng tương lai của cả gia tộc. Ninh Chí Viễn hiểu Dương Thanh sẽ không buông tha cho mình, cũng không xin xỏ nữa. Ông ta cúi đầu, nắm chặt hai tay, không ai nhìn thấy được vẻ mặt hiện giờ của ông ta. Tất cả mọi người đều nín thở quan sát Ninh Chí Viễn. Người nhà họ Ninh mặt ủ mày trao chờ đợi Dương Thanh xử tội. Đúng lúc này, Ninh Chí Viễn đột nhiên ngẩng phát đầu lên. Hai mắt ông ta đỏ bừng nhìn chằm chằm Dương Thanh, đồng thời rút khẩu súng câu màu đen nhắm thẳng vào anh. Nếu cậu đã muốn tôi chết, tôi sẽ tiến cậu xuống địa ngục trước. Gương mặt của ông ta cực kỳ dữ tợn, tay cầm súng không ngừng run rẩy. Không phải ông ta chưa từng giết người, mà là thực lực của người trẻ tuổi trước mắt quá khủng khiếp, để lại bóng ma tâm lý trong lòng ông ta. Ninh Chí Viễn, cậu dám. Hàn Khiếu Thiên nổi giận gào lên, mấy người sau lưng ông cụ cũng lập tức rút súng ra ngắm thẳng vào Ninh Chí Viễn. Bầu không khí dương cung bạt kiếm. Lúc này, Thạch Giang cũng đứng dậy, tức giận nói, Ninh Chí Viễn, nếu cậu dám nổ súng, tôi sẽ khiến cả nhà họ Ninh phải chôn cùng. Hàn Khiếu Thiên và Thạch Giang là chủ của hai thế lực hàng đầu Giang Bình, vậy mà cả hai đều muốn cứu Dương Thanh. Ninh Chí Viễn vô cùng tuyệt vọng, ông ta chỉ muốn nhà họ Ninh ngày càng mạnh mẽ, tại sao những người này muốn hủy hoại gia tộc của ông ta? Càng nghĩ, ông ta càng tức giận, lại càng hận Dương Thanh. Nếu không tại Dương Thanh, sao ông ta lại đi tới bước này? Bị Ninh Chí Viễn giơ súng vào đầu, Dương Thanh vẫn bình tĩnh lên tiếng, tôi đã nói rồi, đồ chơi này chỉ là sắt vụn với tôi mà thôi. Ông nghĩ thứ này uy hiếp được tôi sao? Dứt lời, Dương Thanh cất bước đi về phía ông ta. Đứng lại, cậu đứng lại cho tôi. Nếu không tôi nổ súng đấy. Ninh Chí Viễn run lẩy bẩy, toàn thân đã sớm ướt đẫm mồ hôi, gào ầm lên. Không dám bóp cò mà cũng đòi giết tôi, Dương Thanh châm chọc nói. Chết tiệt, cậu muốn chết phải không? Ninh Chí Viễn giận dữ hét lên một tiếng, ngón trỏ bóp cò. Đoàng! Tiếng súng nổ chói tai chợt vang lên. Phải gia nhập. Trong lúc mọi người đang kinh hãi, một lỗ máu bỗng xuất hiện giữa lông mày Ninh Chí Viễn. Ông ta trợn trừng mắt, người đổ ập xuống. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều nhìn về phía Đinh Tam đang giơ súng sau lưng Dương Thanh. Cậu Thanh, ông ta dám chĩa súng vào cậu, đúng là chán sống. Đinh Tam thấp thỏm nói. Ánh sáng sắc bén bỗng lóe lên trong mắt Dương Thanh rồi biến mất. Bởi vì người mà Đinh Tam chĩa súng vào là Dương Thanh. Nếu Dương Thanh không tránh, người ngã xuống đã là anh rồi. Chẳng qua vừa nãy mọi người đang chú ý đến Ninh Chí Viễn nên ngó lơ Đinh Tam mà thôi. Trừ Đinh Tam ra, không ai biết Dương Thanh đã hơi nghiêng đầu vào lúc ông ta nổ súng, vừa hay né được viên đạn. Chết! Dương Thanh chỉ nói một chữ. Cùng lúc đó, anh bỗng vung tay phải, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Phập! Ngay sau đó, chính giữa lông mày Đinh Tam bỗng xuất hiện một sợi tơ máu, máu tươi liên tục chảy ra từ đó, như đóa hồng diễm lệ đang nở rộ. Cho đến lúc chết, Đinh Tam vẫn không biết Dương Thanh đã đích thân giết mình. Đại sảnh tổ chức hội giao lưu lặng ngắt như tờ, mọi người đều có vẻ hoảng sợ. Nét mặt Thạch Giang nghiêm nghị hẳn lên. Có lẽ người khác không biết Đinh Tam đã chết thế nào, nhưng lão ta là chi hội trưởng chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật nên đương nhiên sẽ thấy rõ. Sau tối nay, ở Giang Bình sẽ không còn nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh nữa. Đến 00:01, nếu người của hai gia tộc này còn nán lại Giang Bình thì giết không tha. Dương Thanh nhìn quanh, lạnh lùng nói. Lời anh nói như tiếng sấm, vang dội giữa đại sảnh tổ chức hội giao lưu. Mặt người nhà họ Mạnh và người nhà họ Ninh xám ngoét. Chủ gia tộc của họ đã chết trong hội giao lưu, với màn thể hiện vừa rồi của Dương Thanh, sau hôm nay,
làm gì còn ai ở Giang Bình dám đối đầu với anh nữa. Anh chỉ ép người nhà họ Mạnh và người nhà họ Ninh rời khỏi Giang Bình đã là nhân từ lắm rồi. Hàn Khiếu Thiên cảm khái, không ngờ nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh đã tranh đấu với nhà họ Hàn suốt mấy chục năm lại biến mất chỉ vì một câu nói của Dương Thanh. Sau này tỉnh lỵ chỉ do mình nhà họ Hàn quản lý. Ông cụ cũng hiểu rõ, từ giờ cả Giang Bình sẽ nghe theo lệnh Dương Thanh, một khi anh kêu gọi, ai dám chống đối chứ. Nhưng khi nghĩ tới thân phận của Dương Thanh, Hàn Khiếu Thiên lại thấy tất cả những gì xảy ra tối nay quá đỗi bình thường. Anh là tướng quân bảo vệ biên giới phía bắc của Chiêu Châu, nếu muốn san bằng một Giang Bình nhỏ nhoi thì khó gì chứ. Cho dù Dương Thanh xóa sổ 8 nhà quyền thế ở Yến Đô thì Hàn Khiếu Thiên cũng không bất ngờ. Từ hôm nay trở đi, Giang Bình sẽ nghe theo sự dẫn dắt của cậu Thanh, nhà họ Hàn tình nguyện phục tùng, đi theo cậu. Hàn Khiếu Thiên bỗng bước lên trước, cung kính nhìn Dương Thanh rồi cúi đầu. Lời ông cụ nói như sấm sét giáng từ 9 tầng mây, khiến mọi người ngơ ngác. Trong số 3 gia tộc mạnh nhất tỉnh Giang Bình, nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh đã bị Dương Thanh đuổi đi, chỉ còn mỗi nhà họ Hàn. Có thể nói sau này, nhà họ Hàn chính là vương tộc ở Giang Bình. Không ngờ lúc này, chủ gia tộc họ Hàn lại khom lưng uốn gối với Dương Thanh, bày tỏ mong muốn phục tùng anh trước mặt tất cả mọi người. Nhà họ Quan chúng tôi vẫn sẽ nghe theo sự dẫn dắt của cậu Thanh, nguyện đi theo cậu cả đời. Quan Chính Sơn vội dẫn Quan Tuyết Tùng bước lên, khom người nói, giọng điệu vô cùng chân thành. Nhà họ Trần chúng tôi vẫn sẽ nghe theo sự dẫn dắt của cậu Thanh, nguyện đi theo cậu cả đời. Trần Hưng Hải cũng vội dẫn người nhà họ Trần bước đến, bày tỏ thái độ trước mặt mọi người. Nhà họ Phùng tình nguyện đi theo cậu Thanh. Nhà họ Trương tình nguyện đi theo cậu Thanh. Trong lúc nhất thời, 60 chủ gia tộc quyền thế ở Giang Bình đều đứng dậy, công khai bày tỏ mong muốn được đi theo Dương Thanh. Cuối cùng, trừ nhà họ Ngụy ở Giang Hải và chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật gia, tất cả các gia tộc khác đều tỏ ý muốn như thế. Cảnh tượng này đúng là khiến người ta rung động sâu sắc. Ngụy Thành Châu nhìn về phía Thạch Giang với vẻ hơi bối rối. Hiệp hội võ thuật vẫn luôn là chỗ dựa của nhà họ Ngụy, hôm nay lão ta đến tìm Dương Thanh từ trước để bày tỏ mong muốn liên minh cũng vì nghe lệnh Thạch Giang. Hiệp hội võ thuật cũng muốn trở thành bá chủ duy nhất ở Giang Bình, nhưng ai ngờ sự mạnh mẽ của Dương Thanh lại chinh phục được tất cả các gia tộc chứ. Dương Thanh, cậu ép Hoàng Trung quỳ xuống xin lỗi, chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ không dễ dàng tha cho cậu. Trong lúc chủ của các gia tộc lớn ở Giang Bình đang thi nhau tỏ ý muốn đi theo Dương Thanh, Thạch Giang bỗng lên tiếng. Lão ta gọi thẳng tên Dương Thanh chứ không hề cung kính chút nào. Dương Thanh thản nhiên nhìn Thạch Giang, không nói gì, chờ lão ta nói tiếp. Tôi nghĩ, chắc cậu cũng biết Hiệp hội Võ thuật nhỉ. Thạch Giang nói, chỉ cần cậu đồng ý gia nhập Hiệp hội Võ thuật, ngay cả nhà họ Hoàng một trong 8 gia tộc quyền thế ở Yến Đô cũng không dám làm gì cậu đâu. Lời của Thạch Giang đã dẫn đến sóng to gió lớn. Không ai ngờ Thạch Giang lại định lôi kéo Dương Thanh gia nhập Hiệp hội Võ thuật. Ý ông là tôi sẽ phải phục tùng Hiệp hội Võ thuật ư? Dương Thanh nhìn Thạch Giang với nét mặt kỳ lạ. Thạch Giang gật đầu, Hiệp hội Võ thuật có chi hội trên toàn thế giới, thực lực tổng hợp và địa vị không hề thua 8 nhà quyền thế nhất Yến Đô chút nào, hơn nữa trong Hiệp hội toàn cao thủ, vô cùng phù hợp với cậu đấy. Cậu còn trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, chỉ cần cậu gia nhập Hiệp hội Võ thuật, không đến 10 năm, cậu sẽ có cơ hội tiến vào trung tâm quyền lực ở trụ sở chính của Hiệp hội. Đến khi đó, gái đẹp, tiền bạc, địa vị, quyền lực, cậu muốn gì cũng có hết. Thạch Giang nhìn Dương Thanh với vẻ thiết tha. Nếu có thể lôi kéo Dương Thanh gia nhập Hiệp hội Võ thuật, chẳng những nắm giữ được cả Giang Bình mà Hiệp hội còn có thêm một thanh niên đầy tiềm năng nữa. Nếu có ngày Dương Thanh thực sự tiến vào trung tâm quyền lực của Hiệp hội Võ thuật, địa vị của lão ta cũng sẽ được nâng cao. Người của các gia tộc quyền thế đều nhìn Dương Thanh với vẻ hâm mộ. Họ tỏ vẻ sẵn lòng phục tùng Dương Thanh cũng chỉ vì hùa theo số đông, chứ họ thấy địa vị của Hiệp hội Võ thuật cao hơn nhiều. Cho dù họ muốn gia nhập Hiệp hội Võ thuật thì cũng không đủ tư cách. Dương Thanh còn trẻ thế mà đã được mời, có thể tưởng tượng được họ đang hâm mộ anh đến đâu. Trong lúc Thạch Giang tưởng Dương Thanh sẽ đồng ý gia nhập ngay, Dương Thanh bỗng lắc đầu, tôi không hứng thú. Cậu nói gì cơ? Thạch Giang lập tức ngẩn người, cứ tưởng mình nghe nhầm. Lão ta thừa nhận, Dương Thanh rất mạnh. Nhưng theo lão ta thấy, cho dù Dương Thanh mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có một mình mà thôi.
Trong hiệp hội võ thuật có rất nhiều cao thủ thực thụ, bất kỳ ai cũng có thể làm được chuyện mà hôm nay Dương Thanh làm. Quan trọng nhất là hiệp hội võ thuật rất ít khi chủ động mời người ta gia nhập, rất nhiều người đã tốn bao công sức để được vào đây đấy. Không ngờ Dương Thanh lại dám từ chối. Chi hội trưởng Giang, nếu cậu Thanh đã từ chối gia nhập hiệp hội võ thuật rồi thì ông cũng đừng lãng phí nước bọt nữa. Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn Thạch Giang. Đồng thời, ông cụ cũng thấy hơi tức giận. Trong mắt ông cụ, Dương Thanh là tướng quân bảo vệ biên giới phía Bắc Chiêu Châu, cũng chẳng khác gì thần linh. Ngay cả vị trí hội trưởng của hiệp hội võ thuật cũng không xứng với Dương Thanh ấy chứ. Thạch Giang còn định ép Dương Thanh phục tùng, đúng là sỉ nhục. Không liên quan gì đến ông, câm miệng cho tôi, Thạch Giang tức giận quát. Lão ta vốn đã tức giận vì bị Dương Thanh từ chối, không ngờ Hàn Khiếu Thiên còn dám chõ mồm vào. Hàn Khiếu Thiên nhíu mày, nhưng khi nhớ đến địa vị của hiệp hội võ thuật, ông cụ vẫn chọn im lặng. Dương Thanh, cậu đừng không biết điều. Gia nhập hiệp hội võ thuật là vinh hạnh của cậu đấy, giọng Thạch Giang lạnh hẳn đi. Theo lão ta thấy, nếu Dương Thanh không gia nhập hiệp hội võ thuật mà lão ta lại muốn nắm giữ Giang Bình, lão ta sẽ phải cướp nó từ tay Dương Thanh. Thế nên, Dương Thanh chỉ có thể phục tùng hoặc đối địch với hiệp hội võ thuật chứ không còn lựa chọn nào khác. Cút! Dương Thanh sầm mặt, quát Thạch Giang. Độc nhất vô nhị. Chữ cút này khiến đám đông sợ ngây người. Dương Thanh dám đối đầu với Hoàng Trung, đồng thời ép được đối phương rời khỏi Giang Bình, thế đã đủ đáng sợ lắm rồi. Bây giờ anh còn dám tức giận mắng chi hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật ngay trước mặt mọi người nữa chứ. Thạch Giang cũng ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại ngay. Tuy lão ta chỉ là một trong vô số chi hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật, nhưng ở Giang Bình, lão ta đã được xem như nhân vật có quyền thế ngút trời rồi. Giờ lão ta lại bị một thằng nhãi hơn 20 tuổi quát trước mặt mọi người, đúng là nhục nhã. Tên nhãi, cậu nói gì cơ? Thạch Giang lập tức sầm mặt, trong mắt tràn ngập sát khí. Tứ đại kim cương bên cạnh lão ta cũng hằn học nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Chỉ cần Thạch Giang ra lệnh, họ sẽ tấn công anh ngay. Họ là cao thủ của hiệp hội võ thuật, chưa bao giờ ngán ai trong lĩnh vực này cả. Tôi bảo ông cút. Dương Thanh hít mắt, giờ ông nghe rõ chưa? Đại sảnh rộng lớn lập tức lặng ngắt như tờ. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả đại sảnh, mọi người đều có cảm giác giông bão sắp kéo đến. Tên nhãi kia, cậu tưởng có chút thực lực thì có thể coi trời bằng vung à? Thạch Giang nghiến răng nghiến lợi. Nếu bảo lão ta đánh nhau với Dương Thanh thì lão ta lại không dám. Thực lực mà Dương Thanh vừa phô bày đã vượt quá tưởng tượng của lão ta. Tuy lão ta cũng làm được như thế nhưng phải bùng nổ thực lực mạnh mẽ nhất của mình. Cho đến giờ, Dương Thanh vẫn chưa để lộ thực lực thật sự của anh, cho dù đối mặt với bất cứ kẻ địch nào, hình như anh luôn có thể dễ dàng giải quyết. Lão ta bỗng cảm thấy người thanh niên trước mặt mình rất khó lường. Chi hội trưởng Giang, trước giờ hiệp hội võ thuật không nhúng tay vào chuyện giữa các gia tộc lớn, giờ ông lại định ép cậu Thanh gia nhập, hơi quá đáng rồi nhỉ. Lúc này, Hàn Khiếu Thiên lại đứng dậy. Nhìn về phía Thạch Giang. Tiếp đến, Quan Chính Sơn cũng đứng lên, ông chủ Hàn nói không sai, ông ép cậu Thanh gia nhập hiệp hội võ thuật là quá đáng rồi đó. Hiệp hội võ thuật quá đáng rồi đấy. Trần Hưng Hải cũng đứng dậy, hiệp hội võ thuật quá đáng rồi đấy. Tô Thành Vũ thừa cơ nói. Hiệp hội võ thuật quá đáng rồi đấy. Hiệp hội võ thuật quá đáng rồi đấy. Ngay sau đó lại có thêm mấy chủ gia tộc khác đứng dậy. Trong đại sảnh tràn ngập những câu nói với nội dung giống nhau. Thạch Giang sầm mặt, lão ta không ngờ chi hội trưởng chi hội Giang Bình của hiệp hội võ thuật như lão ta lại bị một thanh niên hơn 20 tuổi sỉ nhục như thế. Không sai, lão ta nghĩ tất cả những gì đang xảy ra đều là nỗi nhục do Dương Thanh mang lại. Trừ một vài gia tộc e ngại hiệp hội võ thuật, 60-70 nhà quyền thế ở tỉnh Giang Bình đều đứng về phía Dương Thanh. Các cô gái trẻ đến từ những gia tộc lớn nhìn người thanh niên đang đứng chắp tay sau lưng trong đại sảnh, đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng khác thường. Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải cũng có vẻ cảm khái. Họ nghĩ đến khoảng thời gian dám đối đầu với Dương Thanh trong quá khứ, rồi nghĩ tới kết cục của nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh, thầm cảm thấy may mắn. Lúc này họ đã hiểu, chỉ cần luôn trung thành, Dương Thanh sẽ dẫn dắt họ tạo ra những kỳ tích lớn hơn. Giỏi, giỏi lắm. Các người sẽ phải trả giá đắt vì lựa chọn ngày hôm nay. Thạch Giang vô cùng chấn động,
nhưng lão ta vẫn buông lời ác độc để giữ thân phận và địa vị của mình. Lão ta nói rồi quay người rời đi. Người của Hiệp hội Võ thuật cũng lập tức rời khỏi đại sảnh. Người nhà họ Hoàng cũng rời đi theo, còn người nhà họ Mạnh và người nhà họ Ninh thì đã bị câu nói của Dương Thanh trục xuất từ nãy rồi. Kể từ giờ phút này, nhà họ Quan xin được Tôn Cậu Thanh làm chủ nhân. Đúng lúc này, Quan Chính Sơn dẫn Quan Tuyết Tùng bước lên trước một bước, quỳ một gối xuống đất, cúi cái đầu kiêu ngạo trước Dương Thanh. Cảnh tượng này khiến những người khác rung động sâu sắc. Tuy nhà họ Quan đã phục tùng Dương Thanh từ lâu, nhưng vào giờ phút này, Quan Chính Sơn đang tuyên bố sẽ coi Dương Thanh là chủ nhân ngay trước mặt mọi người. Nếu trước kia, giữa nhà họ Quan và Dương Thanh có quan hệ hợp tác thì kể từ giờ phút này, giữa họ chỉ còn quan hệ chủ tớ mà thôi. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Trần Hưng Hải cũng vội dẫn dòng chính của gia tộc lên, quỳ một gối xuống, kể từ giờ phút này, nhà họ Trần xin được Tôn Cậu Thanh làm chủ nhân. Thực lực mà Dương Thanh vừa thể hiện đã khiến họ hiểu rõ, từ giờ phút này trở đi, cả Giang Bình sẽ nghe theo lệnh anh. Gia tộc nào có quan hệ gần gũi với Dương Thanh hơn thì địa vị cũng sẽ cao thêm một bậc. Bây giờ hai trong ba gia tộc lớn ở tỉnh Lỵ đã bị xóa sổ rồi. Là thời cơ tốt để các gia tộc khác lên thay. Kể từ giờ phút này, nhà họ Tô ở Giang Hải xin được Tôn Cậu Thanh làm chủ nhân. Tô Thành Vũ cũng theo sát phía sau. Tô Thành Vũ vốn nghi ngờ về việc liệu Dương Thanh có thể sống sót trong cuộc đấu đá nội bộ của gia tộc Vũ Văn không, nhưng từ khi Hoàng Trung bị đuổi đi, tất cả sự ngờ vực cũng biến mất. Đây là cơ hội của nhà họ Tô. Kể từ giờ phút này, nhà họ Hàn xin được Tôn Cậu Thanh làm chủ nhân. Một giọng nói già cỗi bỗng vang lên, Hàn Khiếu Thiên dẫn dòng chính của gia tộc bước đến, quỳ một gối trước mặt Dương Thanh, tuyên bố sẽ phục tùng anh. Dầm! Hành động của Hàn Khiếu Thiên khiến mọi người ngây ngẩn. Ngay cả Hàn Khiếu Thiên cũng muốn phục tùng Dương Thanh ư. Ai cũng biết Hàn Khiếu Thiên vốn kiên cường và khẳng khái, cho dù là gia tộc đến từ Yến Đô thì ông cụ cũng không sợ. Nhưng hôm nay, một cậu thanh niên hơn 20 tuổi lại có thể khiến ông cụ cam lòng quỳ một gối xuống đất. Vào giờ phút này, Hàn Diệp bên cạnh Hàn Khiếu Thiên đang cảm thấy vô cùng kinh hãi và chua xót. Vừa mới tối qua thôi, ông ta còn cảnh cáo Dương Thanh không được đến gần Hàn Phi Phi. Nào ngờ chỉ mới một ngày, Dương Thanh đã dùng sự mạnh mẽ của mình để tát thẳng vào mặt ông ta. Nếu người thế này có thể trở thành con rể ông ta thì đúng là phúc mấy đời của nhà họ Hàn. Thế mà ông ta còn sợ đối phương không xứng với con gái mình nữa chứ. Cho dù hôm nay, chủ của 8 gia tộc quyền thế ở Yến Đô đích thân đến đây, Hàn Khiếu Thiên cũng sẽ không làm thế. Ông cụ làm vậy vì Dương Thanh là tướng quân bảo vệ biên giới phía bắc của Chiêu Châu. Anh là người trấn thủ phương bắc của Chiêu Châu rộng lớn, chỉ riêng cống hiến lớn lao của anh với Chiêu Châu thôi đã xứng đáng để ông cụ quỳ xuống rồi. Nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà xin được Tôn Cậu Thanh làm chủ nhân. Nhà họ Tề ở thành phố Sương xin được Tôn Cậu Thanh làm chủ nhân. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, những người khác cũng thi nhau quỳ trước mặt Dương Thanh, xin được đi theo anh. Đến cuối cùng, chỉ còn nhà họ Ngụy ở Giang Hải đang đứng đờ ra đó. Dương Thanh im lặng nhìn về phía Ngụy Thành Châu. Vào giờ phút này, Ngụy Thành Châu cảm thấy rất bồn chồn và gượng gạo. Lão ta bỗng cảm thấy ánh mắt của cậu thanh niên đang nhìn mình chẳng khác nào ánh mắt ác ma đáng sợ nhất địa ngục. Dầm! Ngụy Thành Châu không thể chịu được áp lực từ Dương Thanh, nặng nề quỳ một gối xuống đất, cúi đầu. Cao giọng quát, nhà họ Ngụy ở Giang Hải xin được Tôn Cậu Thanh làm chủ nhân. Đến lúc này, chủ của 60 gia tộc quyền thế ở Giang Bình đều đã quỳ trước mặt một người thanh niên. Để Tôn Anh làm chủ nhân. Cả đại sảnh vô cùng im ắng, ai cũng cúi đầu, không dám nhìn bóng dáng độc nhất vô nhị ấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.